phía tây của thành phố S có một căn biệt thự lộng lẫy được xây dựng ở đó. Căn biệt thự này rộng lớn, được thiết kế theo gam màu trắng. Vườn hoa ở bên trong có trồng hoa tulip, hoa hồng, nha đam, những loài hoa mà tiểu thư của gia đình này rất yêu thích. Đúng vậy, đây chính là Lục Viên, là biệt thự của Lục Thị. Tiểu thư không ai khác chính là Lục Bảo Ngọc. Đã 10 giờ sáng, trên chiếc giường màu hồng kia có một cô gái đang nằm say giấc. Tất cả món đồ trong phòng của cô đều là màu hồng, đơn giản là bởi vì cô thích như vậy. Có điều cô không thích mặc đồ màu hồng lên người, ngược đời như vậy đó. Lục Bảo Ngọc, cậu mau dậy cho tớ, đã 10 giờ sáng rồi. Nghe tiếng gọi, cô giật mình, là giọng nói của Kiều My. 10 giờ rồi sao? Con nhỏ đó sẽ lấy mạng cô mất. Hôm qua hai người có hẹn với nhau đi mua sắm mà cô lại lỡ ngủ quên. Còn đang miên man trong dòng suy nghĩ, tiếng chân đi đến căn phòng của cô càng ngày càng gần hơn. Cô nhanh chóng lao đến tủ đồ, lấy đại một chiếc đầm rồi chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh. Một tiếng rầm rất lớn vang lên. Lục Bảo Ngọc, cậu đùa giỡn với mình có đúng không? Ngó nghiêng không thấy ai, nghe tiếng nước chảy ở trong nhà vệ sinh, Kiều My biết rằng Bảo Ngọc đã đi vào trong phòng tắm, hừ lạnh một tiếng và ngồi chờ đợi. 10 phút, 20 phút, 30 phút trôi qua. Bảo Ngọc e ngại bước ra nhìn Kiều My bằng đôi mắt ngây thơ. Mình xin lỗi, hôm qua thức khuya quá để viết tài liệu cho nên mới như vậy đấy. Đừng giận mình mà, có được không? Kiều My vẫn im lặng, trừng mắt nhìn cô gái nhỏ đang năn nỉ. Cô ấy trong lòng cũng hơi dịu xuống cơn giận, không thể nào giận Bảo Ngọc được quá lâu. Thôi được rồi, tối nay sẽ đền cho cậu được không? Cậu muốn đi đâu, tớ sẽ đi cùng cậu, đi mà. Bảo Ngọc tiếp tục nói. Kiều My nghe như vậy thì mắt sáng rực lên. Vốn dĩ cô ấy biết là Bảo Ngọc rất ghét quán bar, cho nên hôm nay nhân cơ hội sẽ dắt Bảo Ngọc đi. Cũng được, nếu như cậu có lòng thành thì tối nay đến quán bar với tớ, cậu có chịu không nào? Bảo Ngọc trong lòng đắn đo, nhưng vì Kiều My cho nên đi thử một lần xem thế nào, miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Nghe Bảo Ngọc đồng ý mà trong lòng của Kiều My giống như bắt được vàng. Mọi khi rủ cô đi, cô sẽ chẳng bao giờ đi, bởi vì cô nói rằng cô ghét nơi ồn ào. Hôm nay lại đồng ý đi thế này, Kiều My vui mừng hết cỡ. Chiếc xe Ferrari dừng trước trung tâm mua sắm, là nơi bậc nhất của thành phố S này, chỉ dành riêng cho giới thượng lưu. Bảo Ngọc thắc mắc, quay sang nhìn Kiều My. Cô ấy hiểu ý, lên tiếng giải thích. Là đi mua đồ, tối nay sẽ đi bar, không phải sao? Bảo Ngọc hiểu cho nên gật đầu rồi bước xuống xe cùng Kiều My. Hai cô gái bước xuống thành trung tâm chú ý của mọi người xung quanh. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào hai cô gái. Kiều My mặc trên người chiếc quần sóc ngắn màu xanh nhạt phối với áo thun Gucci màu đen. Trần mang đôi giày trông rất cá tính và xinh đẹp, đúng với phong cách của Kiều My. Hoàn toàn trái ngược đó chính là Bảo Ngọc, mặc chiếc đầm màu trắng ngắn hơn đầu gối một chút. Chiếc đầm được thiết kế tinh khiết, thanh nhã, nhẹ nhàng, hợp với tính cách của cô. Trần mang đôi giày cổ thấp màu trắng. Hai cô gái, hai tính cách khác nhau mà có thể chơi chung với nhau cho đến tận bây giờ, làm cho ai cũng hâm mộ. Lượn một vòng của trung tâm thương mại, cả hai tay của Kiều My và Bảo Ngọc đều xách theo cả chục cái túi, toàn là hàng hiệu thôi, Gucci, Chanel. Thật ra là Bảo Ngọc chưa bao giờ mua nhiều như vậy, bởi vì cô không thích tốn tiền của ba mẹ quá nhiều. Đi ăn nha, tớ đói meo cả bụng rồi, Bảo Ngọc. Nghe Kiều My thỏ thẻ bên tai, cô vội vàng nhìn xuống đồng hồ trên tay. Mới đó mà đã là 2 giờ chiều rồi. Vậy đi ăn đối diện nha, cho gần. Tớ và cậu sắp chết đói mất rồi. Đi thôi. 6 giờ tối, mới đây thôi mà hai cô gái nhỏ đã đi cùng nhau hết gần cả một ngày. Về nhà, Bảo Ngọc vệ sinh cá nhân sạch sẽ, mặc bộ đồ Kiều My mua cho. Thật sự là có chút không quen. Chiếc áo crop top màu trắng ngắn qua rốn, quần sóc ngắn làm lộ ra đôi chân dài thon thon trắng trắng. Cô xõa tóc, mái tóc dài ngang lưng, đôi tóc được uốn lọn, đánh thêm chút son. Trông cô bây giờ giống như thiên thần giáng thế.
Dù sao cũng phải chiều bạn của mình một hôm, đành chịu đựng mà mặc quần áo như thế này. Tiếng còi xe vang lên, Kiều My đến rồi. Cô vội vội vàng vàng đi ra, chào quản gia Chu rồi rời đi. Tại quán bar Grayson, quán bar có tới 10 chi nhánh trên toàn thế giới do bang Thiên Hàn nắm giữ. Đây là một quán bar lớn, vào được đây thì phải có thẻ thành viên dành cho giới thượng lưu. Một đêm vào đây ăn chơi có thể tốn cả bạc tỷ là chuyện bình thường. Lần nào cũng như vậy, cô và Kiều My đi đến đâu là trở thành tâm điểm chú ý ở đó. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai cô gái, cộng thêm âm nhạc sập sình khiến cho Bảo Ngọc có phần khó chịu. Cô rất ghét những nơi ồn ào, chỉ muốn ở một nơi trầm lặng mà thôi. Mình mặc như vậy có bị thiếu vải quá không nhỉ, Kiều My? Bảo Ngọc e ngại nhìn Kiều My. Đối với cô, những bộ đồ này quá ngắn, thật sự là không dám mặc ra đường. Cậu thử nhìn mọi người xem, mọi người mặc đồ thế nào? Chúng ta mặc thế này là nghiêm chỉnh lắm luôn rồi. Theo như lời nói của cô ấy, cô cũng đưa mắt nhìn thử xung quanh. Đúng là ở đây, chủ yếu người ta ăn mặc đồ hở hang, nào là cúp ngực, nào là hở lưng, thật sự là mặc rất nhiều. Giọng nói của bồi bàn vang lên. Xin hỏi, hai cô dùng gì? À, whisky và trái cây, chỉ như vậy thôi. Dạ vâng, quý khách chờ một chút. Kiều My quá đáng thật đấy, chưa hỏi ý của Bảo Ngọc. Bảo Ngọc quay sang lườm bạn mình. Kiều My chỉ cười trừ thôi. Những chai chi vát và trái cây được dọn lên, Kiều My cầm một chai đưa ra trước mặt của Bảo Ngọc. Thôi thôi, mình không uống đâu. Dù sao cũng đến đây rồi, đại tiểu thư của tôi, làm sao mà không uống chứ? Kiều My vừa nói vừa chu cái mỏ lên, làm cho Bảo Ngọc không nỡ từ chối. Thôi được rồi, mình thua cậu hôm nay vậy. Uống một ngụm mà cô đã ho sặc sụa, thật sự là rất khó uống. Vậy mà Kiều My cứ ép cô uống hết chai này đến chai khác. Tiếng nhạc càng ngày càng to, kèm theo với nó là những ánh đèn đủ màu sắc. Đầu óc của cô có chút choáng váng, mạnh dạn đi vào trong nhà vệ sinh. Nước lạnh làm cho tinh thần của cô đỡ hơn. Vừa đi vào thì dầm một tiếng, cô đụng phải ai đó, mất đà ngã xuống. May mà có anh chàng giúp đỡ. Nhưng mà anh ta nằm dưới, cô nằm trên, làm cho cô bất giác đỏ mặt. Bảo Ngọc vội vàng ngồi dậy xin lỗi rồi đi ra ngoài, để lại người đàn ông có bộ mặt khó chịu. Thấy lâu quá mà Hàn Dương chưa đi ra, Tử Hy sốt ruột chạy vào xem thì đụng phải bộ mặt đầy sát khí của Hàn Dương. Cậu sao thế, Hàn Dương? Tớ vừa bị người ta đụng trúng. May cho cô ta, hôm nay tâm trạng của tớ tốt, không thì... Anh nở ra nụ cười nham hiểm, làm cho Tử Hy thấy lạnh cả sống lưng. Bảo Ngọc quay lại bàn với Kiều My, thấy bạn mình đang vô tư nhảy theo điệu nhạc, cô chỉ biết lắc đầu. Bao giờ thì bạn mình mới có thể chín chắn được đây? Có lẽ vì mệt cho nên 11 giờ hai cô gái đã lái xe về đến nhà. Một ngày mới lại đến, hôm qua uống nhiều rượu cho nên đầu của Bảo Ngọc đau như búa bổ. Cứ như vậy mà nằm lì trên giường không chịu xuống nhà ăn sáng. Còn đang xoay qua xoay lại thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô mắt nhắm mắt mở, lấy điện thoại ra nghe. Alo, Lục Bảo Ngọc xin nghe. Là mẹ đây, trưa nay ba mẹ sẽ về. Con chuẩn bị đi nha, ba mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con đấy. Là mẹ sao? Con biết rồi, mẹ về sớm nha, con nhớ mẹ lắm. Được rồi, mẹ cúp máy đây, con gái yêu. Nghe nói ba mẹ trở về, Bảo Ngọc vui mừng giống như chú thỏ con, nhanh nhẩu chạy vào trong phòng tắm, vệ sinh cá nhân rồi lon ton bước xuống nhà. Bởi vì ba mẹ cô đi công tác thường xuyên nên chỉ có cô ở nhà cùng với Chu quản gia. Thật sự là rất buồn. Tiểu thư có muốn dùng bữa sáng không? Dạ vâng, hôm nay ăn gì thế, chú Chu? Có mì ý sốt bò, món mà tiểu thư yêu thích đấy. Nghe đến đây, mắt cô sáng rỡ, nhanh chóng ngồi vào trong bàn ăn. Chỉ có Chu quản gia là người hiểu cô. Ông làm việc ở đây từ khi mà cô còn nhỏ, chăm sóc Bảo Ngọc đến tận bây giờ. Ông cũng là một trong những người mà cô kính mến nhất. 12 giờ trưa, nghe tiếng xe chạy vào trong sân vườn, Bảo Ngọc biết ngay là ba mẹ đã trở về, chạy xuống đón hai người.
Ông Mạnh Từ và bà Gia Kim vừa bước xuống xe đã nghe thấy tiếng của con gái gọi mình. Ba mẹ về rồi, con nhớ ba mẹ chết đi được. Vừa nói cô vừa chạy ra, ôm hai ông bà vào trong lòng, mắt bắt đầu ngấn nước. Con gái lớn rồi mà còn khóc nhè sao? Thôi, nín đi nào, vào nhà cùng ba mẹ nha. Ông Mạnh Từ nhẹ nhàng ôm con gái yêu vào trong lòng. Đã 20 tuổi rồi mà lúc nào cũng giống như con nít, làm cho ông bà lo lắng không thôi. Chú quản gia, ông lấy mấy ly nước mát ra đây nha. Mẹ cô từ tốn lên tiếng. Ông bà cùng con gái yêu ngồi xuống ghế, mặt có vẻ hơi buồn nhưng vẫn gượng cười, làm cho cô lo lắng. Ba mẹ mệt lắm sao? À không có gì đâu, mà ba mẹ có chuyện này muốn nói với con đây, Bảo Ngọc. Ông Mạnh Từ nhẹ nhàng lên tiếng, khuôn mặt có chút khó chịu, giống như gặp phải một chuyện gì đó khó nói. Dạ, nước đây, thưa phu nhân. Chú quản gia đặt từng ly nước xuống rồi quay người đi vào trong, trả lại không gian yên tĩnh cho một nhà ba người. Ba mẹ có chuyện gì thế ạ? Cô tò mắt hiếu kỳ nhìn ba mẹ. Linh cảm của cô vốn rất nhạy cảm, có thể cảm nhận được điều gì đó không hay rồi. Bảo Ngọc này, thực sự thì điều này ta cũng không muốn nói đâu, nhưng mà đã như vậy rồi thì ta sẽ nói luôn. Từ lúc mà con còn nằm trong bụng mẹ con, ông nội đã đặt sẵn hôn ước cho con với thiếu gia của Ngô gia. Bây giờ chính là lúc thực hiện giao ước đó, con sẽ kết hôn với Ngô Hàn Dương. Bà cô vừa dứt lời, Bảo Ngọc đang uống nước thì đã bị sặc, giống như không thể nào tin được vào tai của mình. Cô nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Ba mẹ, hai người đang đùa con có đúng không? Đừng như vậy mà, con chỉ vừa qua sinh nhật tuổi 20 chưa bao lâu. Điều ta nói là sự thật đấy, Bảo Ngọc. Hai chúng ta đều không muốn, nhưng mà không thể nào làm khác được. Cô cảm thấy mũi mình cay xè, hốc mắt ngấn nước, run rẩy nắm lấy tay của mẹ. Mẹ ơi, chuyện này không thể nào, con không muốn như vậy đâu. Nhìn con gái đáng yêu trước mắt, bà không khỏi đau lòng. Sở dĩ bà cũng không muốn như vậy, nhưng mà cũng đặt sẵn giao ước rồi. Đứa con gái hai người yêu thương từ nhỏ đến lớn, vì hai anh trai phải qua điều hành công ty bên nước khác, cho nên tất cả tình yêu thương ông bà đều dành cho cô con gái út. Sao bây giờ lại phải thực hiện cái giao ước kia mà bắt ép cô kết hôn cơ chứ? Ba mẹ, con còn nhỏ, cũng không thể nào cưới một người chưa từng gặp mặt như vậy. Xin ba mẹ nghĩ lại có được không? Ông Mạnh Từ thở dài. Đối với đứa con gái cứng đầu này, chỉ có thể khắt khe nó mới nghe lời mà thôi. Không được, con lên chuẩn bị đi. Ngày mai là đi gặp mặt nhà bên kia rồi. Không, con không muốn đâu. Vừa nói xong, cô đã chạy vào trong phòng của mình, đóng cửa, ngồi thụp xuống mà khóc nức nở. Tại biệt thự Ngô Viên. Hàn Dương, con còn nhớ giao ước kia không? Con và Bảo Ngọc sẽ kết hôn với nhau. Ba của Hàn Dương lãnh đạm lên tiếng nói. Còn Hàn Dương thì nghe xong câu này, mặt mày tối sầm. 22 tuổi, anh có nghe ba mẹ nói qua về giao ước này, nhưng mà không ngờ lại thực sự thực hiện nó. Miên man trong dòng suy nghĩ nãy giờ, bờ môi của anh nở ra nụ cười nham hiểm rồi gật đầu đồng ý kết hôn. Ông Minh Thức, bà Mỹ Hoa không tin rằng con mình có thể nhanh chóng đồng ý như vậy, có chút khó hiểu, nhưng sau đó thì không màng tới mà vui vẻ lên tiếng. Được, vậy ngày mai chúng ta đi gặp mặt. Hàn Dương bước thẳng lên trên lầu, để lại ba mẹ ngồi đó nhìn lắc đầu ngao ngán. Đứa con trai này thật sự khiến cho ông bà không hiểu nổi. Lên đến phòng, Hàn Dương thẳng bước ra ban công, ngồi ngắm phong cảnh, rồi nhâm nhi một chút trà nóng. Rút trong túi áo ra chiếc điện thoại, gọi cho Hàn Lục. Tôi cho cậu 5 phút, điều tra cho tôi về Lục Bảo Ngọc, con gái của gia tộc Lục gia, năm nay 20 tuổi. Điều tra xong, gửi qua email cho tôi. Còn chưa đợi đầu dây bên kia nói gì, anh đã nhanh chóng dẹp điện thoại rồi đi vào trong nhà vệ sinh. Cơ thể với làn da trắng, body sáu múi liên tục được tôn lên dưới làn nước mát xả xuống làm cho tâm trí của anh thoải mái hơn. Dạo này anh rất nhiều công việc trong tập đoàn cũng như ở bang cần phải giải quyết,
Bây giờ thêm cái giao ước kia khiến cho anh phải bận rộn hơn nữa, thực sự là rất bực mình. Hàn Dương mặc bộ đồ ngủ màu xanh đen dài ở nhà rồi nhanh chóng bước ra bàn làm việc, mở máy tính lên thấy email của Hàn Lục gửi đến. Anh nhếch môi nở ra nụ cười. Hàn Lục càng ngày càng làm việc hiệu quả khiến anh rất hài lòng. Con gái đời thứ 7 của gia tộc Lục Gia, cha là Lục Mạnh Từ, mẹ là Từ Gia Kim. Tên của cô ấy là Lục Bảo Ngọc, tốt nghiệp loại giỏi ngành IT, trường đại học Harvard của Mỹ. Cao 1m70, nổi bật với đôi mắt xám tro, làn da trắng hồng, rất giỏi công nghệ thông tin. Hàn Dương đọc qua loa rồi tắt máy, đôi mắt nhắm nghiền giống như đang suy nghĩ một điều gì đó quan trọng. Là cô gái mình gặp trong quán bar hôm trước, thì ra cũng là một kẻ bẩn thỉu ngoài xã hội mà thôi. Nụ cười đó rất giống với người con gái năm xưa, người mà anh từng rất yêu và bây giờ cũng như vậy. Bàn tay đỏ ửng, Hàn Dương đã dùng lực khá mạnh để đập xuống bàn dầm một tiếng. Chết tiệt, mình lại nghĩ về cô ấy nữa rồi. Lục Bảo Ngọc, cô căn bản không có cửa để mà so sánh với cô ấy đâu. Chuyện là 5 năm trước, Ngô Hàn Dương, Triệu Minh Ngọc đã quen nhau được 2 năm từ năm 18 tuổi. Họ là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ, nam đẹp nữ xinh, không có lời nào để mà có thể chê bai cặp đôi này. Hàn Dương từ lúc bắt đầu quen cô đã giấu thân phận là người thừa kế Ngô Thị với Minh Ngọc. Anh chỉ muốn có một tình yêu bình thường giống như bao nhiêu người khác với cô. Đợi khi nào có thời gian thích hợp, anh sẽ nói ra. Ánh mắt, khuôn mặt, nụ cười của cô làm anh say mê đến mức điên đảo. Nói làm sao nhỉ? Cô là một cô gái hiền lành, ngoan ngoãn, nhưng gia thế lại không mấy khá giả. Ba cô mất sớm, chỉ còn lại mẹ và cô thôi, nhưng mẹ cô bị bệnh nặng. Anh yêu cô, không màng đến nhân phẩm của cô hay là chuyện gia đình, chỉ đơn giản là yêu. Vốn dĩ cả hai người có thể hạnh phúc đến tận bây giờ, nhưng vào buổi chiều một ngày, chính là ngày đã phá nát trái tim của anh, khiến anh trở nên lạnh lùng và độc đoán như bây giờ đây. Vào ngày kỷ niệm 2 năm quen nhau, anh nói rằng anh bận công việc, không thể nào đi chơi cùng cô được. Đó chỉ là cái cớ, thật ra là anh muốn làm cho cô bất ngờ, anh muốn cầu hôn Minh Ngọc. Anh cầm bó hoa hồng đến trước cửa nhà cô, đằng sau là một chiếc hộp đen. Trong chiếc hộp có đựng chiếc nhẫn kim cương 15 carat. Anh đã kêu người làm riêng cho cô. Hôm nay anh muốn cầu hôn cô, hỏi cưới cô về làm vợ. Cô bước ra ngoài với chiếc đầm đỏ ôm sát cơ thể, lộ ra ba vòng đầy đặn. Mái tóc được xõa ra trông rất xinh đẹp, nhưng mà trông cô lại rất vui vẻ. Hàn Dương nhanh chóng núp sau gốc cây để mà nhìn. Năm ngón tay bắt đầu siết chặt lại khi mà nhìn thấy cô ôm hôn một người đàn ông khác. Tất cả cuộc trò chuyện của hai người anh đều nhớ như in. Anh yêu, hôm nay anh đẹp trai thật đấy. Hôm nay em không đi cùng hắn ta sao, Minh Ngọc? Hắn ta bận rồi. Cứ mặc kệ cái tên nghèo mạt xác đó đi, em đi cùng anh thôi. Minh Ngọc vừa định ngồi lên chiếc xe đắt tiền thì anh đã bước ra nắm tay cô lại. Anh... Cô dám lừa dối tôi. Em... Cô nói đi, có phải như vậy không? Thôi được rồi, chính là như vậy đấy. Anh nhìn xem, anh tài sản riêng không có thì anh cho tôi được cái gì? Sẵn tiện đây, tôi cũng nói luôn, đây là chồng sắp cưới của tôi. Anh thấy rồi chứ? Tôi và anh đường ai nấy đi, đừng làm phiền đến nhau nữa. Nghe Minh Ngọc nói như vậy, anh dần dần buông lỏng cánh tay ra, đôi mắt mơ mơ màng màng nhìn người con gái trước mặt mình. Sẽ có một ngày em hối hận vì đã đối xử với tôi như vậy. Vậy là kể từ ngày hôm đó, anh bắt đầu sa vào rượu chè. Sáng ở tập đoàn làm việc bộn bề, tối thì tìm đến rượu để không còn buồn nữa. Nhưng mà tất cả đều không thể nào, anh không thể quên đi bóng dáng của Minh Ngọc. Hình ảnh đó cứ xâm chiếm tâm trí của anh. Mất 2 năm để anh xây dựng lại từ đầu và tiếp quản công ty từ tay của ba mình. Bảo anh quên Minh Ngọc thật sự là cũng không đúng, chỉ là anh cất cô ấy ở một nơi sâu trong trái tim. Vết thương năm xưa vẫn chưa lành, chỉ cần cô quay trở về, anh sẽ mặc kệ tất cả mà ở bên cô thôi. Anh rất nhớ em, Minh Ngọc.
Ngày hôm nay là ngày gặp mặt của hai bên gia đình Lục, Ngô. Cuộc hẹn được đặt ở nhà hàng 5 sao trên tầng 10. Cô mặc trên người chiếc váy tay dài đơn giản màu trắng. Chiếc váy này được kết hợp với hoa văn và gen đơn giản, nhưng mà nó tôn lên sự quý phái của Bảo Ngọc. Cô đi cùng ba mẹ đến nhà hàng và chờ đợi. 15 phút sau thì ba mẹ Hàn Dương cũng tới, nhưng lại không có Hàn Dương. Đây là Bảo Ngọc sao? Cháu càng lớn càng xinh đẹp nha. Mẹ anh lên tiếng, giọng rất vui mừng. Dạ, cháu cảm ơn bác. Cháu mời hai bác ngồi. Khỏi cần nói, ba mẹ Hàn Dương rất ưng ý đứa con dâu này. Cho dù có thế nào thì ông bà cũng bắt đứa con trai của mình cưới Bảo Ngọc cho bằng được. Bà cô lên tiếng hỏi, sao chưa thấy thằng bé tới thế? Nó bận công việc, lát nữa sẽ tới thôi. Trong đầu Bảo Ngọc rất mông lung, người tên là Ngô Hàn Dương kia có dung mạo thật sự như thế nào, mà tại sao ba mẹ cô lại thích đến như vậy chứ? Lúc này đây, ở một nơi khác, nói đúng hơn là trong khách sạn 5 sao của thành phố, âm thanh ái muội của Hàn Dương và của một người đàn bà lơ đãng chờ chẽn vang lên. Đúng vậy, hai người đang ân ân ái ái, không mảnh vải che thân cuốn chặt lấy nhau trên chiếc giường lớn. Có tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên. Dạ, thưa chủ tịch, đã đến giờ hẹn rồi. Tôi hiểu rồi. Hàn Dương bình tĩnh xuống giường, mặc đồ chỉnh tề, để một tờ chi phiếu cho cô gái kia. Cô gái kia cúi xuống, nở ra nụ cười, nói câu cảm ơn, rồi nhìn Hàn Dương rồi đi. 10 phút sau đó, chiếc xe Lamborghini của Hàn Dương đã đậu trước nhà hàng 5 sao. Một thân tây trang màu xám bước xuống xe, kéo theo hàng chục ánh nhìn với sự ham muốn, nhưng mà anh không màng nhìn lấy cho dù chỉ là một lần, mà đi thẳng vào bên trong, đến thang máy chuyên dụng cho những khách hàng sử dụng phòng VIP. Cửa thang máy mở ra, Hàn Dương một mạch bước đến phòng VIP mà cả gia đình mình đang chờ. Ba, mẹ, con đã tới rồi. Con chào cô chú. Anh cúi đầu chào ba mẹ mình rồi đến ba mẹ của Bảo Ngọc rất lễ phép. Nghe tiếng chào, cô ngước mắt lên. Đập vào mắt của cô là khuôn mặt tuấn tú, thân hình cao to, khí chất từ người anh tỏa ra. Thật tình là không thể nào chê vào đâu được. Trái tim cô đập lệch đi một nhịp, cứ đập nhanh dần, nhanh dần. Hàn Dương đấy à? Càng lớn càng trưởng trạc. Ngồi xuống đi con. Đây là Bảo Ngọc, con gái của cô chú. Mẹ cô nhỏ nhẹ lên tiếng, cho dù đã giới thiệu nhưng chỉ có một mình cô nhìn anh, còn anh thì không buồn liếc nhìn cô cho dù là một cái. Trong suốt quá trình hai gia đình nói chuyện vui vẻ, chỉ có mình cô và anh ngồi im không nói gì. Cũng không phải là cô ngồi im nữa, chỉ là đôi mắt không yên phận của cô dán lên người đối diện. Chẳng lẽ mày đã yêu anh ta từ cái nhìn đầu tiên rồi sao, Bảo Ngọc? Không thể nào có chuyện đó đâu. Cô nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ kia sang một bên, rồi tự gõ đầu mình một cái. Nhưng anh vẫn như vậy, mắt chăm chú vào đống thức ăn trên bàn, không thèm nhìn cô. Đúng là tên đáng ghét. Vậy chúng ta thống nhất, tuần sau hai đứa sẽ làm đám cưới. Đó là câu nói của ba mẹ Hàn Dương, làm cho cả anh và cô nghe thấy đều giật mình, quay sang nhìn người lớn bằng ánh mắt khó hiểu. Hàn Dương im lặng nãy giờ mới chịu lên tiếng. Đối với người khác, anh lạnh lùng là đứng tối cao, còn đối với ba mẹ anh thì một mực nghe lời để ông bà vui lòng. Ba mẹ, tại sao có thể vội vàng như vậy chứ? Thì cả con và Bảo Ngọc đều lớn rồi, cưới nhau cũng tốt mà, có làm sao đâu. Mẹ anh lên tiếng. Bảo Ngọc lắc đầu ngán ngẩm, còn riêng Hàn Dương thì đôi mắt hẳn lên tia tức giận. Bàn xong xuôi mọi chuyện thì mọi người ai về nhà nấy. Trên đường trở về Lục gia, Bảo Ngọc đã suy nghĩ rất nhiều về thân hình, ánh mắt và cả giọng điệu của anh. Không lẽ cô thật sự thích anh rồi? Không thể nào, anh lạnh lùng như vậy cơ mà. Cô lại thích tiếp người ấm áp cơ. Chú quản gia, cháu đã về rồi. Dạ, chào ông chủ, phu nhân, tiểu thư, ba người về rồi sao? Tính cô là như vậy, gặp người lớn tuổi đều cúi đầu chào lễ phép. Đó là điều đầu tiên khi mà còn nhỏ ba đã dạy cho cô. Ba, mẹ, con có chuyện muốn nói. Sao thế con, ngồi xuống đây đã.
Cô suy nghĩ mãi mới dám nói ra chuyện này. Tại sao con phải cưới sớm như vậy? Dù sao con cũng còn nhỏ tuổi cơ mà. Tất cả mọi chuyện được sắp xếp xong xuôi rồi, con nói nữa cũng vô ích thôi. Mau lên phòng nghỉ ngơi đi. Nghe thấy ba mình tự dưng gắt lên, cô đành chấp nhận, không biết phải làm sao nữa, lủi thủi quay mặt đi về phòng. Những khi mà có chuyện buồn, cô không muốn ai phải lo lắng, nhất là ba mẹ, anh hai và Kiều My, cho nên cô toàn im lặng. Có người hỏi cô, lúc cô buồn nhất sẽ ở bên cạnh ai và gục đầu vào ai, cô sẽ nhẹ nhàng mỉm cười, nói rằng đó chính là con thú nhồi bông Doraemon của anh hai tặng cô lúc cô sinh nhật 15 tuổi. Mỗi lần buồn hay là khóc, cô đều bầu bạn với thú nhồi bông. Sáng nay, khi mà cô thức dậy liền thấy cuộc gọi nhỡ của Kiều My gọi cho mình 2 phút trước, cô hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra, ấn nút gọi lại. Sao cậu không nói gì với mình chứ, Bảo Ngọc? Nói gì là nói gì? Cậu bật tivi lên mà xem, nhanh lên rồi nói cho mình nghe. Nghe theo lời của Kiều My, cô bật tivi lên. Đập vào mắt của cô lúc này là tin tức. Tiểu thư gia tộc Lễ Lừng, Lục Gia, Lục Bảo Ngọc sẽ kết hôn với chủ tịch tập đoàn đứng đầu thế giới Ngô Hàn Dương. Lễ cưới được coi là một hôn lễ thế kỷ khi mà hai bên gia đình đều là những tập đoàn danh tiếng. Buổi lễ sẽ được diễn ra vào ngày tháng năm tại nhà hàng Năm Sao. Trong suốt quá trình diễn ra sẽ được canh phòng nghiêm ngặt, chỉ có những khách mời được tham gia mới được đi vào bên trong, không có phóng viên, báo chí. Đầu cô lúc này nổ đoàng một cái. Tại sao thông tin có thể lan rộng đến như thế này? Cô chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, mặc cho nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Kiều My thấy cô im lặng thì sốt ruột. Cậu không sao chứ? Kể lại cho mình nghe đi. Lúc này đây, Bảo Ngọc mới hoàn hồn, nức nở lên tiếng. Đám cưới này thực ra là một giao ước giữa hai bên gia đình. Mình thật sự không muốn lấy anh ta. Vốn dĩ chỉ có mình là yêu anh ta, còn anh ta không yêu mình, Kiều My à? Nghe cô nói như vậy thì Kiều My hiểu ra. Thì ra cô phải chịu cái cảnh hôn nhân ép buộc. Nếu là Kiều My thì cô ấy cũng sẽ buồn, không muốn cưới một người không quen biết. Và quan trọng hơn, đám cưới này không có đủ tình yêu từ hai bên. Cậu nghe mình nói đã, Bảo Ngọc, không được khóc nữa, bây giờ gặp nhau đi. Ờ, cậu qua đón mình đi. Kiều My đón cô, chở cô đến quán cà phê. Sở dĩ hai người rất thích quán này, không ồn nào, trầm lặng, ngồi đây tâm sự, có lẽ là thích hợp nhất rồi. Bảo Ngọc bày tỏ tất cả tâm sự trong lòng mình cho Kiều My nghe. Cô khóc rất nhiều, rất rất nhiều. Kiều My ở bên cạnh cũng chỉ biết an ủi vỗ về. Cô hiểu cảm giác của cô bây giờ. Tối hôm đó về nhà, cô lặng lẽ lên phòng và không thèm ăn uống gì cả, khiến cho ông bà Lục thật sự lo lắng. Chỉ còn 5 ngày nữa là cô sẽ phải cưới Ngô Hàn Dương. Cuộc hôn nhân này chỉ có cô yêu anh, còn anh không yêu cô. Hôm nay Bảo Ngọc thức dậy với tâm trạng không mấy thoải mái. Vậy là chỉ còn 4 ngày nữa đến ngày kết hôn rồi. Đầu óc của cô giờ đây vô cùng rối bời, không tin mọi chuyện có thể diễn ra nhanh chóng đến như vậy. Tự dưng cô nhớ tới những cặp đôi trước khi mà kết hôn đều phải sắm sửa, nào là đồ cưới, nhẫn cưới, nhiều thứ nữa. Tại sao Hàn Dương lại không đếm xỉa gì chứ? Cô xuống dưới nhà ăn sáng, thấy ba mẹ đã ngồi đó, nở ra nụ cười ấm áp. Dạ, chào buổi sáng, ba mẹ. Con đi à, ngồi xuống ăn sáng luôn đi. Bữa ăn diễn ra suôn sẻ, cô biết rằng cô chỉ còn ở chung với ba mẹ thêm 4 ngày nữa thôi. Nên trong những bữa ăn, tìm cách tạo ra tình tiết mới mẻ để cả nhà có thể vui vẻ nói chuyện với nhau. Đến khi mà gần ăn xong, cô mạnh dạn hỏi chuyện ba mẹ. Ba mẹ này, đồ cưới, nhẫn cưới thì ai là người lo? Bà mẹ nghe con gái nói như vậy thì vui mừng khôn xiết, nghĩ rằng con gái đã chấp nhận hôn ước này, trong lòng nhẹ nhõm hơn. Mẹ quên không nói với con, lát nữa 9 giờ sẽ có người mang áo cưới đến cho con. Mọi thứ còn lại thì bên nhà chồng con sẽ lo lắng chu toàn. Dạ vâng. Cô xin phép đi lên trên lầu. Vừa vào trong phòng, cô ngồi thụp xuống mà khóc nức nở. Đời người con gái quan trọng nhất là đám cưới,
rồi mang thai 9 tháng 10 ngày lần đầu tiên. Ấy vậy mà nhẫn cưới, áo cưới, người ta lo hết, cô không được phép chọn cái gì cả. Thật sự là bất công. Chỉ vì muốn ba mẹ vui lòng mà cô chấp nhận cuộc giao ước ngang trái này, ông trời có hiểu cho cô không? Đúng giờ hẹn, có người mang áo cưới tới. Ba mẹ cô đều tới tập đoàn hết rồi, Chu quản gia mang đồ lên cho cô. Tiểu thư, đồ của tiểu thư đến rồi. Mở cửa ra, Chu quản gia đưa cho cô một chiếc vali rất to, cô vui vẻ đón nhận. Cảm ơn chú ạ. Con thật sự rất buồn, có đúng không? Bị nói trúng tim đen, cô giật mình, sau đó nở ra nụ cười thay cho lời thú nhận. Chú chăm con từ hồi còn nhỏ, tính con thế nào chú hiểu rõ, nên có gì thì cứ nói ra. Lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén thôi. Chắc chắn con và cậu trai kia ở chung với nhau, không sớm thì muộn cũng sẽ nảy sinh tình yêu. Chú quản gia nói xong thì rời đi, để lại cô với mớ suy nghĩ hỗn độn về câu nói lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Cô mở vali ra, là một chiếc váy cưới vô cùng xinh đẹp ở bên trong, tà váy dài hơn với thiết kế đuôi cá. Trên đó là phần ren với những họa tiết màu bạc vô cùng đẹp mắt. Đằng sau lưng là một lớp ren mỏng phủ lên, cũng có những họa tiết màu bạc như vậy. Bên trong có guốc hợp tông với bộ váy cưới này. Vậy là ngày trọng đại cũng đã tới, là ngày mà Bảo Ngọc kết hôn. Nó được diễn ra sang trọng với màu chủ đạo là màu trắng, thể hiện cho sự tinh khiết, sang trọng. Xung quanh được bố trí rất nhiều vệ sĩ, an ninh nghiêm ngặt, chỉ có những khách mời có thiệp cưới mới được tham gia. Có rất nhiều doanh nhân, cổ đông trong và ngoài nước. Họ đều là bạn làm ăn với Ngô gia và Lục gia. Trong lòng cô đang rất hồi hộp, dù sao thì cô cũng là người yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cho nên thôi, kết hôn với người mình yêu cũng chẳng sao. Mọi người đã có mặt đầy đủ, duy nhất một người là chưa đến, đó chính là chú rể Ngô Hàn Dương. Điều này khiến cho mọi người lo lắng, cả cô cũng như vậy. Không lẽ anh đến bây giờ vẫn không chấp nhận cuộc hôn nhân này sao? Mẹ cô bước vào trong phòng trang điểm. Có chuyện gì thế mẹ? Con kết hôn, sau đó về nhà người ta thì con phải sống cho hạnh phúc. Bà mẹ xin lỗi vì đã ép buộc con như thế này, Bảo Ngọc à. Người bà nói như vậy mà cô sụt sùi, rưng rưng nước mắt, ôm bà vào trong lòng thật chặt. Con không sao đâu, con hứa sẽ về thăm ba mẹ thường xuyên mà. Được rồi, con lớn rồi đừng khóc. Hôm nay là ngày vui, là ngày trọng đại trong cuộc đời của con mà. 5 phút trước khi mà bắt đầu buổi lễ thì cuối cùng Hàn Dương cũng đã tới. Cô được ba mình dắt tay đi từ từ trên thảm đỏ tiến đến sân khấu trong sự trầm trồ và khen ngợi của mọi người xung quanh. Dáng người của Bảo Ngọc rất hợp để mà mặc chiếc váy cưới này, nó tôn lên sự quý phái và tinh khiết. Ta giao con bé cho con đấy, Hàn Dương. Bà cô lên tiếng nói với anh. Hàn Dương không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị cho sự đồng ý, rồi bất đắc dĩ nắm tay cô dâu của mình. Cách nắm tay của anh vô cùng hời hợt, làm cho cô hụt hẫng trong lòng. Cô ngước mắt lên nhìn anh, rồi đứng hình vài giây. Thật sự là không có gì chê bai được người đàn ông này, rất đẹp. Anh khoác lên người bộ vest màu xám. Hãng này là hãng quần áo thiết kế với phong cách Anh Quốc cổ điển, tôn lên dáng vẻ lạnh lùng, ngạo mạn của anh. Ngô Hàn Dương, con có đồng ý làm chồng của Lục Bảo Ngọc, sẽ chăm sóc, che chở, yêu thương cô ấy như chính sinh mạng của con không? Cha xứ cất tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng của nhà thờ. Tôi đồng ý. Hàn Dương trả lời một cách dứt khoát. Đến lượt cha xứ hỏi Bảo Ngọc, cô có vẻ bất ngờ. Dạ, con đồng ý. Thấy cô ngập ngừng rồi mới nói đồng ý, Hàn Dương có chút khó chịu nhìn cô, ánh mắt hiện ra tia phẫn nộ. Vậy ta tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng, hai con có thể trao nhẫn cho nhau rồi. Sau khi đọc xong lời tuyên thệ ở nhà thờ, mọi người di chuyển sang nhà hàng 5 sao để ăn mừng. Là nhà hàng hôm trước, hai gia đình gặp nhau. Ba mẹ Hàn Dương thuê ở đó là có mục đích. Đây là nơi hai đứa nhỏ gặp nhau lần đầu tiên, tổ chức tiệc cưới ở đây cho có ý nghĩa.
phải tiếp khách trong bộ váy cưới rất nặng, mang đôi giày cao gót mà đi nhiều vòng, cho nên Bảo Ngọc bắt đầu thấy đau chân. Chân cô có lẽ đã sưng tấy cả lên rồi. Còn Hàn Dương thì vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra, kéo tay cô đi hết bàn này đến bàn khác để mặc cho chân cô đang rất đau, đến mức cô gắt gỏng. Anh đi từ từ thôi, chân tôi đau đấy. Chân cô đau thì có liên quan gì đến tôi? Đi nhanh lên một chút. Nghe anh nói như vậy, không hiểu sao mà trong lòng cô cảm thấy rất buồn. Ở bên ngoài thì cô sánh đôi cùng anh đi đến các bàn nâng ly chúc mừng, cười cười nói nói vui vẻ. Nhưng đâu ai biết rằng nụ cười trên môi anh và cô đều là giả tạo. Ai cũng tưởng rằng hai người là một cặp đôi hạnh phúc, có một đám cưới thế kỷ, nhưng mà thật sự lại không phải như vậy. Chỉ có cô thích anh, yêu anh, còn anh thì không. Đến gần khuya, tiệc tan, mọi người dần dần ra về. Cô đang ngồi bên trong phòng trang điểm, xoa bóp cái chân đang tấy đỏ, thì anh hai và anh ba của cô đi vào. Lục Gia Thiên lên tiếng hỏi, em sao thế, Bảo Ngọc? Cô mặc kệ cái chân đau, chạy tới, ôm hai người anh vào trong lòng. Anh à, đám cưới rồi, chứ không phải là con nít đâu, cô nương, mà còn mè nheo. Lục Trấn Hào lên tiếng, nói với cô em gái bé bỏng của mình. Em tưởng hai anh không về đây dự đám cưới của em được chứ, làm em cảm động quá. Ngốc thật đấy, sao anh có thể không về? Anh chỉ có mình em là bảo bối thôi mà. Gia Thiên nói xong, cúp lên đầu của cô một cái. Cô nũng nịu quay sang nói với Trấn Hào. Đau đấy, anh hai, anh coi kìa, anh ba vừa đánh em. Trấn Hào liếc nhìn em trai một cái, làm cho Gia Thiên lạnh cả sống lưng. Trong nhà cưng chiều cô nhất đó chính là Trấn Hào, chuyện đó không cần nói ai cũng biết. Thôi được rồi, ngày mai hai anh sẽ quay về nước làm việc, em ở đây phải thật ngoan, cố gắng là một người vợ tốt của người ta, em nhớ chưa? Trấn Hào lên tiếng, nhéo nhéo cái mũi của em gái. Gia Thiên cũng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể. Em ở đây ngoan nha, hai anh sẽ sớm về thăm em thôi. Anh hai, anh ba rời đi, Bảo Ngọc chờ mãi mà không thấy Hàn Dương đâu. Ba mẹ anh thấy như vậy mới bảo vệ sĩ chở cô về nhà trước. Chỉ có hai ông bà biết đứa con quý tử này lại đi chơi rồi. Bảo Ngọc về đến nhà của Hàn Dương. Mà không, phải là nhà của hai người mới đúng, đã là hơn 11 giờ tối. Cô cúi đầu chào tài xế rồi đi vào bên trong. Căn biệt thự này rất rộng, nó còn rộng hơn cả Lục Viên, làm cho cô có chút bất ngờ. Cổng bên ngoài được sơn màu đen cao chọc trời, với hai con hổ đá đường dây kế bên. Nhận ra cô, một người vội vàng đi ra mở cổng. Phu nhân đã về rồi, mời cô vào bên trong. Lục Trương, ông bà chủ có về đây và cho người này xem hình phu nhân, cho nên bà có thể dễ dàng nhận ra. Dạ vâng, dì cứ gọi con là Bảo Ngọc hoặc là Ngọc Nhi được rồi. Dì tên là gì thế ạ? Để con dễ xưng hô. Ta là quản gia Trần. Bà quản gia thật sự rất thích cô gái này. Mặc dù mới gặp nhưng mà bà thấy cô rất hiền lành, ngoan ngoãn, không giống như những cô gái đanh đá, chua ngoa trước đây thiếu gia đưa về. Dạ vâng ạ, cô cúi đầu hiền từ trả lời. Bước vào bên trong, tất cả đều được bố trí sắp xếp theo tông màu tối, đó là xám và đen, tạo ra sự huyền bí không kém phần sang trọng của chủ nhân ngôi nhà này. Để dì giúp con mang đồ lên trên nhé, phòng thiếu gia ở trên tầng 2. Quản gia Trần phá tan đi bầu không khí im lặng, bà thật sự là thấy cô rất hiền, còn rụt rè nữa. Dạ, cứ để con tự mang lên là được rồi. Bây giờ muộn rồi, dì cứ đi nghỉ sớm đi. Anh ấy có về thì cũng để con mở cổng cho. Như vậy sao được chứ, để dì giúp con. Biết rằng mình không thể nào cãi lại quản gia, cô vui vẻ gật đầu đồng ý. Quản gia và cô lần lượt bê hết đống đồ lên trên lầu, rồi bà cũng xin phép trở về phòng. Bước vào trong phòng, phòng của anh chủ yếu theo tông màu xám đen và trắng, sự phối hợp rất đẹp. Ở chính giữa căn phòng đặt chiếc giường king size màu trắng, phía bên trái là ban công, phía bên phải là tủ đồ. Đối diện giường là tivi màn hình cong đời mới nhất, còn nhìn xéo sang
là bộ ghế sofa màu đen. Điều làm cho cô thấy lạ nhất đó chính là trong phòng có hai cánh cửa, một là nhà vệ sinh, còn một là gì chứ? Theo bản năng, cô đi vào trong đó là một phòng quần áo, có rất nhiều quần áo, rất tiện lợi ở bên trong. Cô tắm rửa đã xong xuôi mà anh vẫn chưa về. Cô đã cho quản gia Trần đi nghỉ, cho nên bản thân cô phải ngồi đợi anh. Cô đi lòng vòng xem trong nhà thử thế nào. Ở đây có 3 lầu, thật sự là rất rộng lớn. Phòng của cô và anh ở lầu 2. Lầu này có 4 phòng, 2 phòng ngủ, 1 phòng làm việc của anh và 1 căn phòng nữa, nhưng không thể nào mở cửa ra được. Ngồi chờ mãi cũng chán, cô xuống phòng khách xem tivi. Đến nỗi mà ngủ gật cũng không biết. Chỉ khi mà nghe tiếng động cơ ngoài sân vườn vang lên thì cô mới bất chợt tỉnh dậy. Thấy Hàn Dương say xỉn, cô có vẻ lo lắng định chạy tới dìu anh. Nhưng mà kế bên anh lại có một cô gái khác. Cô gái này ăn mặc hở hang, là bộ váy màu đỏ ngắn cũn cỡn, ở phần trên cúp ngực lộ ra vòng ngực phập phồng. Anh đã về rồi đấy à, Hàn Dương? Cô cố gắng lên tiếng. Hàn Dương không mảy may đến cô, cứ để cho cô gái kia díu lên trên lầu, hiền ngang không thèm đếm xỉa gì đến cô vợ vừa cưới, cứ coi cô là người vô hình. Ở trên cầu thang, anh còn làm ra những động tác vô cùng thân mật với cô gái ngay trước mặt của Bảo Ngọc, làm cho cô cảm thấy khó chịu, nhưng dù sao cũng phải cố gắng nhịn xuống. Từ trên lầu phát ra tiếng nói hét lớn làm cho cô giật nảy cả mình. Lục Bảo Ngọc, cô lên đây cho tôi. Cô ba chân bốn cẳng chạy lên trên lầu. Trước mắt cô là cơ thể không mảnh vải che thân của anh và cô gái kia, làm cho cô chết đứng tại chỗ. Anh vừa nói vừa chạm vào cơ thể của người đang nằm bên cạnh mình. Còn đứng đó làm gì? Lấy hết đồ đạc của cô sang phòng khác. Đừng ở đây làm hỏng chuyện vui của tôi. Nhưng mà tôi nói cút ngay cơ mà. Anh gắt gỏng với Bảo Ngọc. Cô đành ngậm ngùi lấy đồ của mình sang phòng khác, trong đầu cứ nghĩ tới hình ảnh đê tiện ban nãy mà không khỏi lạnh sống lưng. Căn phòng cô chuyển đến cũng không tệ, nó vừa đủ để cho cô nghỉ ngơi. Tuy nhỏ hơn căn phòng ban nãy, nhưng cô lại thích căn phòng này hơn, nhỏ nhỏ, ấm áp. Còn ở bên kia, hai người đang cuốn lấy nhau, không thèm đóng cửa, cứ để cho những âm thanh ái muội phát ra. Hàn Dương trong cơn say, không biết mình đang làm cái gì, cứ vậy mà ân ân ái ái với cô gái kia. Bảo Ngọc vốn định đi xuống dưới nhà để rót nước. Thế cho nên tất cả những hình ảnh bên trong đều lọt vào trong tầm mắt của cô. Không ngờ được cô lại nhìn thấy cảnh này, trái tim cô giống như bị ai đó lấy kim cứa vào. Cô chạy về phòng đóng mạnh cửa, ngồi thụp xuống mà bật khóc. Đôi mắt màu xám cho giờ đây đang phủ lên một lớp u buồn. Sáng ngày hôm sau, có lẽ vì hôm qua quá mệt cho nên cô ngủ rất sâu. Hàn Dương thì đến tận phòng gõ cửa 3 lần nhưng vẫn không có động tĩnh gì, khiến cho anh bực mình. Anh nói nhẹ nhàng nhất có thể là đang cố gắng kìm nén cơn tức giận. Cô dậy đi. Còn Bảo Ngọc thì nhầm tưởng đây là nhà của mình. Mẹ cho con ngủ thêm 5 phút nữa thôi. Trên mặt của Hàn Dương lúc này đã có vạch đen, gắt lên với cô. Cô dậy ngay cho tôi, Lục Bảo Ngọc. Là anh sao? Anh có chuyện gì muốn nói à? Cuối cùng thì cô cũng bị anh làm cho giật mình tỉnh giấc. Tôi cưới cô về đây. À không, phải là tôi bị ép cưới mới đúng. Không phải để cô suốt ngày ngủ rồi lại ăn. Dậy và xuống dưới làm việc cho tôi. Lần này anh tức giận thật rồi. Chỉ mới có ngày đầu tiên thôi đã làm cho anh phát điên. Cô cũng không vừa lên tiếng nói. Anh không thấy hôm qua tôi rất mệt sao? Buổi tối tôi còn phải đợi cửa anh về. Anh đừng có mà quá đáng. Anh đã thẳng tay tát vào mặt của cô, làm cô bất ngờ, sau đó thì thấy đau đau ở mặt. Tôi không cho phép cô trả treo với tôi. Khôn hồn thì im miệng đi. Anh nói xong quay người đi xuống nhà, để lại một mình cô ngồi đó thẫn thờ. Từ nhỏ đến lớn, cô lúc nào cũng được cưng chiều, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Bà mẹ và hai anh cô chưa bao giờ dám động tay động chân với cô. Vậy mà người đàn ông này dám đánh cô sao? Nghĩ đến đây, cô rơi nước mắt,
sau đó thì nhanh chóng vào trong nhà vệ sinh rửa mặt, vệ sinh cá nhân. Cô bù tóc ra đằng sau, lủi thủi đi xuống dưới nhà. Thấy Hàn Dương đang ngồi cùng với cô gái kia mà trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả. Là đau lòng hay là ghen tị đây? Chính cô cũng không biết. Đứng ngây ra đó làm gì? Xuống đây làm việc đi. Hàn Dương thấy cô đứng trên cầu thang nhìn chằm chằm thì có chút bực mình. Cô bước xuống, đi vào trong bếp với sự ngạc nhiên của người làm trong nhà và cả quản gia Trần nữa. Cô vui vẻ nhìn mọi người, nhưng mà đó chỉ là lớp mặt nạ bên ngoài mà thôi. Mọi người có cần con giúp gì không? Không cần đâu, phu nhân cứ lên trên nhà ngồi đợi đi. Quản gia Trần ngay từ hôm qua đã rất quý mến cô, coi cô giống như con gái của mình. Ai nói cô ta là phu nhân của Ngô gia chứ? Hàn Dương lên tiếng, anh từ từ đi vào trong, mặt đen như đáy nồi nhìn quản gia Trần gần giọng. Dạ xin lỗi thiếu gia, là tôi lỡ lời. Quản gia bị giọng nói của anh làm cho giật mình, bà đã quá quen với cảnh thiếu gia tức giận, nhưng mà lần này giọng nói càng ngày càng hung tợn hơn so với trước đây. Cháu không trách bác, có điều lần sau bác nói cái gì thì phải cẩn thận. Ngô phu nhân của căn nhà này chỉ có thể là Minh Ngọc, cô nghe rõ chưa? Anh sấn tới bóp chặt lấy cằm của cô rất đau, vì thiếu dưỡng khí mà mặt cô trắng bệch. Quản gia Trần thấy như vậy mới lên tiếng van xin. Thiếu gia làm như vậy cô ấy khó thở đấy, nhẹ tay thôi. Cũng may cho cô đấy, cuộc sống địa ngục của cô bắt đầu từ ngày mà cô bước chân vào trong căn nhà này. Được thả ra, Bảo Ngọc ngồi bệt xuống đất hít oxy. Quản gia Trần nhẹ nhàng vuốt lưng cho cô. Nghe được những lời từ chính miệng anh nói ra mà cô cảm thấy rất đau đớn. Cô gái lúc nãy đứng bên ngoài đã nghe được câu chuyện bên trong. Không ngờ anh có thể độc ác như vậy. Cô ta sợ hãi cũng xách dép chạy đi thục mạng. Không cần nấu nữa, tôi ra ngoài ăn. Hàn Dương bực mình nói xong thì quay ra ngoài, lên xe, ấn ga rồi đi. Bác Trần rất thương cô, lên tiếng. Ngọc Nhi, con đừng buồn. Cậu chủ vốn tính khí đã như vậy rồi. Con ngồi lên bàn đi, ta cùng con ăn với mọi người nha. Dạ vâng, con không sao. Cô mỉm cười, tỏ ra mình không sao, nhưng mà thật ra thì cô đang rất buồn. Cô cùng mọi người dọn đồ ra bàn rồi ngồi ăn. Người làm từ trên xuống dưới rất yêu quý Bảo Ngọc, bởi vì cô bản chất hiền lành, điềm đạm, cũng sớm coi cô là phu nhân thật sự trong gia đình. Riêng chỉ có thiếu gia Hàn Dương là không chấp nhận điều đó mà thôi. Ngô Hàn Dương lái xe đến tập đoàn với khuôn mặt lạnh băng, khiến cho nhân viên ai nấy đều đổ mồ hôi hột. Bước xuống xe, tất cả nhân viên đều xếp thành hai hàng dài, rồi hô to khẩu hiệu. Dạ, xin chào chủ tịch, buổi sáng tốt lành. Anh chỉ lướt ngang rồi đi thẳng đến thang máy chuyên dụng của chính mình. Tâm trạng vừa sáng sớm đã bực bội như vậy, không biết ngày hôm nay sẽ ra sao. Đó là ý nghĩ của tất cả mọi người trong tập đoàn. Hàn Lục, Hàn Đại đã quá quen với tính cách của lão đại cho nên không mấy ngạc nhiên. Chủ tịch đã đến rồi. Hai người đồng thanh cúi đầu chào thận trọng khi mà thấy Hàn Dương đi tới. Cà phê đen không đường. Anh ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch, tào nhã lên tiếng, cố gắng kiềm chế cơn tức giận đang bùng phát ở trong lòng. Chỉ đúng 3 phút sau đó, ở trước mặt anh, Hàn Đại đã đưa đến ly cà phê, còn Hàn Lục thì đứng bên cạnh đọc tất cả những việc mà anh cần làm trong ngày hôm nay. Sau một hồi lắng nghe tất cả, anh chỉ gật đầu một cái biểu thị cho việc đã nghe xong rồi, rồi xua tay bảo Lục, Đại cùng nhau quay lại bàn làm việc của mình. Chiếc xe Rolls Royce khởi hành về đến nhà đã là 6 giờ tối. Mùi hương thức ăn tỏa ra từ nhà bếp làm cho bụng của Hàn Dương kích động kêu lên. Lục Bảo Ngọc ở nhà cùng bác Trần và mọi người dọn dẹp nấu ăn chờ anh về. Điều đó khiến cho anh có một cảm xúc khác lạ, nở ra nụ cười, nhưng mà sau đó lại trở về khuôn mặt như bình thường, rất lạnh lùng. Anh vốn dị yêu Minh Ngọc, cô không phải là cô ấy, cô là Bảo Ngọc cơ mà. Anh lên trên tắm rửa đi, tôi ngồi đây đợi anh ăn cơm. Thấy anh đi vào trong nhà,
Trong lòng cô rất vui bởi vì hôm nay anh về sớm. Anh chỉ trả lời cô một chữ ừ rất ngắn gọn rồi quay người bước thẳng lên trên lầu, khiến cho cô có chút hụt hẫng. 30 phút sau đó, Hàn Dương xuống nhà dùng bữa, trên người mặc bộ đồ pyjama dài màu đen. Chỉ như vậy thôi mà khiến cho ai kia ở dưới phải nhìn đắm đuối. Bữa cơm được bao trùm trong im lặng, cô và anh không hề mở miệng nói về nhau câu nào, cứ như vậy mà dùng cơm. Sau đó thì anh mới lên tiếng. Dọn xong, lên phòng gặp tôi. Anh suốt ngày lạnh lùng với cô như vậy, không muốn cũng phải muốn, bởi vì cô đã là vợ anh rồi. Cô chỉ đành ngậm ngùi thở dài, chịu đựng. Tôi có thể vào được không? Đối diện với anh, cô cảm thấy rất sợ. Được rồi, vào đi. Từ bên trong vọng ra giọng nói của Hàn Dương, lúc này cô mới dám đi vào. Anh gọi tôi có chuyện gì sao? Chuẩn bị đồ đi, ngày mai qua Mexico với tôi. Tại sao tôi phải đi cùng anh chứ? Im miệng đi. Điều tôi nói một là một, không có hai. Chuẩn bị luôn đi. Cả ngày hôm nay toàn là chuyện xui xẻo khiến cho anh bực mình. Lúc nãy dịu xuống được một chút thì bây giờ cô lại chọc tức anh rồi. Tôi đi là được chứ gì, không cần phải dữ dằn như vậy đâu. Cô nói xong thì quay bước đi ra bên ngoài, miệng lầm bầm. Đồ độc ác, xấu xa. Anh không thể nào dịu dàng với tôi, cho dù chỉ là một chút được sao? Đồ tủ lạnh băng giá, chết tiệt. Cô nào biết được, tất cả những chữ cô nói đều lọt vào tai của anh rồi. Cô vừa nói gì? Nói lại tôi nghe xem nào. Tôi có nói gì đâu. Thôi, tôi đi đây. Anh ngủ ngon nha. Định bước ra khỏi cửa, thì một lực rất mạnh nắm cổ tay cô, kéo cô ngược về sau. Một tiếng chát vang lên. Anh gằn giọng nói ra từng chữ. Tôi nói cho cô biết, khôn hồn thì về sắp xếp đồ đạc, ngày mai đi cùng tôi. Đừng nói gì nhiều, không thì đừng trách tại sao tôi độc ác với cô. Bảo Ngọc quá bất ngờ vì cái tát của anh. Chị ở với anh vỏn vẹn có 2 ngày mà cô đã nhận được 2 cái tát. Anh đã muốn trà đạp cô xong. Cô đứng dậy đẩy anh ra, nhanh chóng quay về phòng, đóng cửa thật mạnh, rồi vùi mặt xuống gối, khóc nức nở. Cô quá mệt mỏi, ngủ thiếp đi, không biết trời trăng mây gió là gì. Ngày hôm sau tỉnh dậy, đã thấy bản thân mình đang ở trên máy bay. Điều này khiến cho cô ngạc nhiên. Hàn Dương ngồi bên cạnh cô, thấy cô động đậy, nhưng một cái liếc mắt cũng không có. Tại sao tôi lại ở đây chứ? Đi Mexico, chẳng lẽ cô đã quên rồi? Cô à một tiếng, sau đó quay mặt đi chỗ khác. Cô giận anh vì chuyện hôm qua. Rõ ràng anh là đồ máu lạnh nhất mà cô từng gặp. Thử hỏi xem có ai mà giận được người mình yêu không? Suy nghĩ đó tự dưng hiện lên trong đầu cô, khiến cho cô mủi lòng. Tối qua vì thức khuya làm việc, Hàn Dương rất mệt, vậy nên ngủ gật, anh dựa đầu vào vai của cô. Cô liền giật mình quay sang, thấy anh đã ngủ rồi. Mặt anh lúc này đây rất hiền lành và rất đẹp trai. Cô vu vơ nghĩ trong đầu. Lúc ngủ, sao mà trông anh đẹp trai vậy chứ? Còn lúc thức dậy thì khó ưa, muốn đánh trong một trận. Cô vừa nghĩ vừa mỉm cười. Sau 8 tiếng ngồi trên máy bay thì hai người đã đến Mexico. Vì Hàn Dương đi máy bay tư nhân nên đến nhanh hơn so với dự kiến rất nhiều. Tới nơi đã thấy một hàng người cúi đầu chào rất cung kính, khiến cho Bảo Ngọc giật hết cả mình. Chào em, anh là Tử Hy, là bạn thân của Hàn Dương. Hôm đám cưới vì bận quá cho nên anh không thể nào đến tham gia. Tử Hy khi mà thấy Bảo Ngọc xuống thì có chút bất ngờ. Cô rất xinh đẹp, giống như tiên nữ sáng trần. Dạ, chào anh. Bảo Ngọc vừa nói vừa nở ra nụ cười nhìn Tử Hy. Tử Hy nhanh nhẩu nói tiếp. Đây là Kha Đức, là bạn thân và cũng không thể nào đến tham dự đám cưới của em vì lý do giống anh. Em là Bảo Ngọc sao? Kha Đức lên tiếng. Dạ vâng, rất vui vì được gặp hai người. Có một người từ nãy đến giờ bị cho ăn quả bơ mà mặt đen như đáy nồi. Nói đủ chưa? Có động tĩnh gì chưa, Hàn Lục? Dạ vẫn chưa, thưa lão đại. Thôi được rồi, nghỉ ngơi đi. Sáng ngày mai khởi hành đi đến đó. Dạ, đã rõ. Tất cả thuộc hạ đều đồng thanh đáp. Sau đó Hàn Dương đi thẳng vào trong ngôi biệt thự.
Bảo Ngọc từ nãy đến giờ mới để ý. Chỗ máy bay hạ cánh là sân vườn của ngôi biệt thự. Ở đây thật sự là rất rộng lớn, rộng gấp 3 lần lục viên của gia đình mình. Đúng như lịch trình đã định sẵn, sáng hôm sau mọi người đều chuẩn bị để mà đi đến một nơi. Từ hôm qua tới giờ, Hàn Dương và Bảo Ngọc không nói gì với nhau. Cô chỉ đi theo anh và im lặng. 7 giờ sáng tại biệt thự Mexico, vừa đi xuống dưới thì vô tình cô nghe được mọi người bàn bạc với nhau. Khả Đức lên tiếng hỏi: Hàn Dương, để chắc chắn thì chúng ta cần mang theo những gì đây? Mỗi người một khẩu súng, bố trí người đứng trên những tòa nhà với những cây súng bắn tỉa. Còn nữa, mang theo bom hạt nhân, lợi dụng lúc người của hắn ta không để ý, nhanh tay gắn vào. Thêm 3 trực thăng. Chúng ta xong việc thì lấy hàng rồi rút. Phải cho ông ta biết rằng động tới ai thì động, chứ đừng bao giờ động tới bang Thiên Hàn. Mọi người ở đó nghe Hàn Dương nói xong thì đều bàng hoàng, nhất là Bảo Ngọc. Cô cũng từng nghe nói anh là lão đại của một bang hội nào đó, cũng từng nghe qua danh tiếng của bang Thiên Hàn. Chỉ là không ngờ được Hàn Dương là lão đại hắc bang mà mọi người luôn luôn dè chừng. Đúng nửa tiếng sau, tất cả xuất phát lên tàu để đi đến bán đảo Yucatan của Mexico. Trong đoàn chỉ có duy nhất Bảo Ngọc là con gái, chỉ biết lẽo đẽo đi đằng sau chồng mình. Cô thật sự không hiểu tại sao anh lại bắt cô đi cùng để làm gì nữa. Trên tàu mang không khí lạnh lẽo đáng sợ, tất cả đều chuẩn bị cầm trên tay một khẩu súng. Hàn Dương tiến tới đưa cho cô khẩu súng tiểu liên. Sao lại đưa tôi? Anh có đem theo súng chưa? Rồi, cô giữ đi, đến lúc cần thì phải dùng đấy. Anh nói xong thì quay bước đến chỗ cũ, ngồi nghỉ ngơi. 4 tiếng sau khi ngồi tàu, tất cả đặt chân lên bán đảo Yucatan, nơi có những địa điểm vui chơi rất lạ và độc đáo. Nhưng mà không ai ngờ rằng ở đây cũng có địa bàn của hắc đạo. Mọi người ngồi lên chiếc Lamborghini để di chuyển tiếp. Cô cũng không biết là mình sẽ đi đến đâu, bởi vì bây giờ đi nhiều rồi, cô quá mệt rồi. Mọi người dừng trước căn biệt thự xa hoa. Cô, Hàn Dương, Kha Đức, Tử Hy đứng ở giữa, được vệ sĩ xung quanh bảo vệ. Lúc này trên người của 3 người đàn ông kia tỏa ra một khí thế bức người. Rất nhanh sau đó, có một ông già đi theo cùng một đám người, từ đầu đến chân đều xăm trổ những hình xăm ghê rợn, khí thế cũng rất đáng sợ. Nhưng mà không đáng sợ bằng Hàn Dương. Đám người xuất hiện, người đàn ông kia cao ngạo lên mặt mà nói: Hoan nghênh Ngô Tổng đã đến đây. Nhanh thật đấy, mới chỉ có 3 ngày thôi mà. Thì ra là Lưu Tổng sao? Tôi cứ tưởng ông đã mất mạng rồi, vậy mà đã sống được hơn 50 năm. Hàn Dương lên tiếng mỉa mai, thành công chọc tức người đàn ông được gọi là Lưu Tổng kia. Đến trưởng bối mà mày cũng không tôn trọng, đúng là không coi ai ra gì. Nói đi, mày muốn gì đây? Lô hàng vũ khí của bang tôi đâu rồi? Hàn Dương đi thẳng vào vấn đề chính. Thì ra là đến đây vì lô hàng sao? Đáng tiếc, đã ở trong tay tao thì mày đừng có mà mơ tưởng đoạt lại nó. Chưa đợi anh nói gì, Khả Đức đã nhanh chóng tiếp lời, chọc tức ông già kia. Bang phái của ông chỉ là tôm tép mà đòi ngậm thìa vàng sao? Thật sự là sai lầm. Tiện đây để tôi cho ông thấy bang Thiên Hàn của chúng tôi như thế nào. Chúng mày định làm gì tao chứ? Tụi bay đâu, xông lên hết cho tao. Ông ta vừa dứt lời, những tên thuộc hạ từ hai bên tất cả đều xông lên. Người thì đánh bằng tay, người thì dùng gậy, người cầm súng, bắn nhau ì xèo, khiến cho Bảo Ngọc sợ hãi, tự động lui sát vào đằng sau của Hàn Dương. Trên người anh có mùi bạc hà vô cùng dễ chịu. Tất cả đều đánh nhau rất hăng say. Hàn Dương, Kha Đức, Tử Hy và người được gọi là Lưu Tổng thì đứng nhìn. Đã có rất nhiều người gục xuống, đa số là những người xăm trổ bên phía đối diện. Gương mặt của Lưu Tổng từ từ biến sắc, muốn xỉ khói vì tức giận, thế nhưng vẫn đứng im ở chỗ cũ. Mày đúng là nít danh Ngô Hàn Dương, chỉ có bao nhiêu đây mà đòi tranh giành với tao sao? Ông ta vỗ tay hai cái, trong căn biệt thự lại có thêm 100 người khác hùng hổ tiến ra. Hàn Dương vẫn đứng hiên ngang,
mặt tối sầm vì câu nói nít danh của lão ta. Nít danh ơ, vậy để tôi cho ông biết rằng nít danh sẽ như thế nào, Lưu Nhân Khải. Trên bầu trời có ba trực thăng thả dây xuống, từng người trượt xuống đúng quy tắc, xếp hàng thẳng, trên tay cầm theo những cây súng do Tử Hy mới chế tạo. Sức bắn của nó mạnh rồi, bây giờ còn mạnh thêm. Rất nhanh, mọi người lại đánh nhau tiếp, nhưng mà lần này Hàn Dương, Khả Đức và Tử Hy đều xông trận. Chỉ còn có Bảo Ngọc đứng đằng sau quan sát mọi việc. Trong tay cô cầm chắc chắn khẩu súng ban nãy Hàn Dương đưa cho. Người mà cô lo lắng nhất bây giờ cũng chính là anh. Hàn Dương đánh rất nhanh, rất mạnh, chỉ cần hai quyền là có thể hạ được đối thủ. Không khác gì anh, Khả Đức, Tử Hy cũng mạnh không kém. Bọn thủ hạ bên phía của Lưu Nhân Khải lần lượt gục xuống. Chiếm vị thế bây giờ đương nhiên là bên Hàn Dương. Nhưng Lưu Tổng tự dưng bước đến chỗ của anh, tay cầm súng chĩa thẳng vào đầu anh, làm cho mọi người đang đánh nhau cũng dừng tay. Sao? Tay chân mày phản đòn nhanh, nhưng mà chưa chắc là nhanh bằng cây súng của tao. Đúng không nào, Ngô Hàn Dương? Mọi người cứ nghĩ rằng anh sẽ tức điên lên, nhưng mà trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ đó, anh đứng ung dung, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bảo Ngọc đang rất lo lắng cho anh, còn cái tên chết tiệt kia thì đang đứng cười ha ha. Mày sắp mất mạng rồi, Ngô Hàn Dương. Bang Thiên Hàn sẽ là của tao. Vậy sao? Vậy để tôi cho ông biết, nếu tôi mất mạng thì ông cũng sẽ đi cùng tôi. Nhìn vào thái dương của ông xem, có dấu màu đỏ nào không? Đúng như lời của Hàn Dương, trên thái dương của ông ta có tia sáng màu đỏ, chính là thủ hạ của anh đứng trên cao ngắm bắn. Mặt của ông ta cứng đờ ngay lập tức. Còn chưa hết, xung quanh đây đều gắn bom rồi, chắc là ông cũng biết bom B-41 chứ? Hàn Dương tấn công ông ta bằng những câu nói vô cùng nguy hiểm và gai góc. Mẹ kiếp, lấy mạng mày, tao đi chầu ông trời cũng được cơ mà. Một tiếng đoàng vang lên, mọi người cứ nghĩ rằng người ngã xuống là Hàn Dương. Nhưng không, người ngã xuống ôm chân lăn qua lăn lại lại là Lưu Nhân Khải. Viên đạn đã ghim vào chân ông ta là do Bảo Ngọc bắn ra. Lúc này cô không quan tâm gì, chỉ quan tâm đến một mình Hàn Dương thôi. Nhìn thấy anh bị chĩa súng vào đầu, tay cô run run cầm súng mà anh đưa, sau đó ra tay. Bắn xong, cô run run chạy tới, cầm tay Hàn Dương, quay lại chỗ cô đứng cho an toàn. Anh bất ngờ vì cô gái nhỏ này. Hàn Dương đứng hiên ngang nhìn ông già kia, sau đó làm dấu hiệu đưa tay. Tất cả thuộc hạ của anh bao vây thuộc hạ của ông ta và cả chính ông ta nữa. Những người khác thì chạy vào trong biệt thự lấy lô hàng đưa lên trực thăng. Hàn Dương, cô và Kha Đức, Tử Hy lần lượt ra về. Tất cả thủ hạ cũng đi theo ở đằng sau. Nói chính xác là vừa đi ra ngoài leo lên trực thăng thì biệt thự của Lưu Nhân Khải đã chìm trong khói và lửa. Một tiếng bùm rất lớn vang lên. Bảo Ngọc rất khâm phục anh, xử lý mọi chuyện bình tĩnh và quyết đoán. Còn về phần Hàn Dương, sau khi lên trực thăng thì ngã đầu vào ghế, nhắm nghiền lại đôi mắt rồi suy nghĩ. Chê tiệt, hồi nãy mình vừa nghĩ cái gì vậy chứ? Tại sao mình lại tò mò về cô ta? Người mình yêu là Minh Ngọc cơ mà, lúc nào cũng là Minh Ngọc cơ mà. Từ chuyến đi Mexico trở về, cô chưa hề thấy Hàn Dương trở về Ngô gia. Đã nửa tháng hơn rồi. Bảo Ngọc rất nhớ anh. Không biết là anh có ăn uống đầy đủ không? Làm việc có quá sức, có mệt mỏi không? Có tự biết chăm sóc cho bản thân mình không? Có rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Nhưng mà cô đến số điện thoại của anh cũng không biết. Không có can đảm mà hỏi anh. Chỉ biết ở nhà ngóng chờ như vậy thôi. Đúng lúc này có tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Kiều My. Mình nghe đây. Lấy chồng xong rồi không còn nhớ đến mình nữa, có đúng không cô nương? Mình xin lỗi, mình rất nhớ cậu mà. Vậy thì đọc địa chỉ đi, mình qua đón cậu đi chơi nhé. Thật ra sau khi mà cô làm đám cưới, Kiều My rất buồn, không còn ai để mà đi chơi cùng nữa. Một tiếng sau đó, tại quán cà phê Last Den, từ hồi xưa đi học,
thì cô và Kiều My rất thích uống cà phê ở đây. Quán này cũng mở được 15 năm rồi. Ở đây bán nước và bánh ngọt rất ngon, mang không gian trầm lặng với những bản nhạc du dương. Vì thế nên hai cô gái rất thích quán này. Giọng nói của một cậu con trai làm nhân viên ở đây tên Từ Khang vang lên. Xin hỏi hai chị dùng gì? Hai cô hay đến đây nên có lẽ đã quá quen thuộc với Tử Khang. Ba người có thể gọi là bạn thân, nhưng Tử Khang lại nhỏ tuổi hơn cô và Kiều My. Tử Khang đấy à? Em ngồi xuống đây luôn đi. Kiều My rất có cảm tình với cậu bởi vì tính cách hiền lành. Đợi em xíu nha, hai chị gọi nước trước đi. Vẫn như cũ, hai ly caramel nha. Tử Khang quay vào trong làm nước, rất nhanh sau đó đã đem nước ra, ngồi nói chuyện với hai người chị gái của mình. Hôm đám cưới em không thể nào đến tham gia. Em xin lỗi nhiều nha, chị Bảo Ngọc. Đây là quà cưới muộn, mong chị có thể nhận. Tử Khang chìa ra trước mặt của Bảo Ngọc một chiếc hộp màu đen. Trên hộp có ghi dòng chữ Casio, làm cho cô bất ngờ. Không biết tiền ở đâu mà Tử Khang có thể mua được thứ này. Mở ra thì đúng như cô nghĩ là một chiếc đồng hồ đeo tay màu vàng. Cô nhớ không nhầm thì cũng mấy triệu. Tiền đâu ra em mua thứ này chứ, Tử Khang? Đúng đấy, em mau nói cho chị nghe đi. Cả Bảo Ngọc và Kiều My đều lên tiếng thắc mắc. Em nói ra chuyện này thì hai chị đừng bất ngờ, cũng đừng nghỉ chơi với em nha. Được rồi. Thật ra em là con trai út của tập đoàn TKN bên Úc. Ba em là Amber. Em rất thích ở chung, cho nên đã xin ba về đây sinh sống, rồi tự đi làm thêm để có thêm nhiều kinh nghiệm, sau này có thể dễ dàng cho việc tiếp nhận tập đoàn. Còn chị em là Từ Giang Nghi, người mẫu diễn viên mà mấy chị hay thấy đấy. Em nói xong rồi, hai chị có gì chưa hiểu thì cứ hỏi em. Nghe cậu nói như vậy mà hai cô nàng mắt chữ A miệng chữ O nhìn cậu em trai của mình. Có thể nói bên Úc, tập đoàn TKN rất lớn mạnh, gần bằng Lục Thị, Hàn Thị ở trong nước rồi. Em nói thật sao? Chị không ngờ đấy. Thật mà, em có kể cho chị hai và ba em nghe về hai chị. Hai người họ rất thích. Khi nào rảnh, em đưa hai chị qua nhà em chơi nha. Cả ba chị em ngồi hàn huyên, nói với nhau đủ điều, nhưng mà cứ hễ nhắc đến Hàn Dương là Bảo Ngọc lại mỉm cười cho qua, không nói gì nhiều. Cho đến 8 giờ tối, cô mới sực nhớ ra đã trễ giờ cơm, tạm biệt mọi người rồi trở về. Biệt thự bên trong tối om, làm cho Bảo Ngọc cảm thấy kỳ lạ. Xe của Hàn Dương đậu ở trong sân vườn, vậy là anh đã trở về biệt thự. Tại sao lại tắt đèn cơ chứ? Bảo Ngọc đi vào bên trong, biệt thự có một luồng khí đáng sợ, giống như đang cảnh cáo cô. Vừa bước vào, cô với tay bật đèn, phòng khách sáng đèn. Hàn Dương đang ngồi chỉnh hình một đống ở trên ghế sofa, làm cho cô giật hết cả mình. Khuôn mặt anh rất u ám, đáng sợ. Sao anh về rồi mà không bật đèn lên? Đi đâu mới về thế? Giọng điệu của anh vang lên đầy dò xét. Cô không hiểu có chuyện gì xảy ra. Tôi đi cùng bạn tôi, sao thế? Một tiếng chát vang lên, anh tát cô. Con đàn bà đê tiện này, đi với bạn đùa giỡn vui vẻ, còn tặng quà cho nhau. Bạn của cô là thằng con trai đó sao? Hàn Dương tát cho cô một cái đau điếng, tính đến bây giờ là ba cái rồi, cô vô cùng ấm ức. Do sức của anh rất mạnh và nhanh nên cô không kịp đứng vững mà ngã xuống nền gạch lạnh lẽo. Má cô in rõ năm dấu tay, môi đã rướm máu. Người mình yêu ra tay đánh mình, còn điều gì đau đớn hơn cơ chứ? Cô tự cười chế giễu bản thân, quá bi lụy cho tình yêu này rồi. Hàn Dương lấy ra một sấp ảnh rồi quăng vào mặt của cô. Đây chính xác là ảnh của cô và Từ Khang, Kiều My lúc ba người ngồi trong quán cà phê. Có điều Kiều My ngồi trong góc khuất cho nên không thể nào nhìn thấy. Tại sao ông trời lại bất công với cô như vậy? Anh cho người theo dõi tôi sao? Cô bức xúc lên tiếng hỏi. Anh lúc nào cũng như vậy, tàn nhẫn, lạnh lùng, chưa suy nghĩ thấu đáo mà tìm hiểu sự việc đã vội vàng kết luận. Nếu không theo dõi thì tôi làm sao biết cô đi ngoại tình với thằng nhãi danh đó?
có khi còn vào khách sạn không chừng. Cô không cảm thấy nhục nhã sao? Tiểu thư của gia tộc Lục gia mà lại bẩn thỉu như vậy à? Anh vừa nói vừa cười nửa miệng, đầy khinh bỉ nhìn cô. Anh im đi, anh không biết gì thì đừng có nói. Đó là em trai kết nghĩa của tôi, còn có cả Kiều My đi cùng chúng tôi cơ mà. Em trai kết nghĩa ư? Sao lại thân mật quá như vậy chứ? Em trai chị gái kết nghĩa cùng lên giường cũng giống loạn luân đấy. Tôi nói cho cô biết, Lục Bảo Ngọc, cô là của tôi, là đồ chơi của tôi. Đừng làm xấu hổ cái danh Ngô phu nhân. Cô đang tạm thời là thế thân của người chủ thật sự, thì liệu liệu khôn hồn mà nghe lời đi. Cái gì mà đồ chơi, cái gì mà thế thân? Anh rốt cuộc xem cô là như vậy sao? Nước mắt không tự chủ mà tự động rơi xuống, trái tim cô đau đớn tan vỡ cả ra. Cô đừng dùng cái trò nước mắt cá sấu trước mặt tôi. Cô là con đàn bà đê tiện, ghê tởm. Hàn Dương nắm đầu cô rồi lôi cô đi thẳng lên trên phòng, mạnh bạo khóa trái cửa, quăng cô xuống giường. Tay anh từ từ lột bỏ áo vest rồi áo sơ mi, tiến tới gần cô. Anh muốn làm gì chứ? Anh tránh xa tôi ra. Cô bắt đầu vùng vẫy lùi về đằng sau, nhưng mà hết đường rồi, cô đụng trúng vào cạnh giường. Đó là lúc mà cô biết cô hết đường thoát thân. Mẹ kiếp, cô còn định trốn tôi sao? Cô trốn đi đâu? Hàn Dương tức giận kéo chân cô lại, dùng tay mà xé toang bộ đồ cô đang mặc trên người. Cảnh xuân phơi phới hiện ra trước mắt. Cô gái này đúng là quá xinh đẹp, nhưng cơ thể đáng tiếc lại là của một con đàn bà bẩn thỉu. Anh không đành lòng. Anh đi ra đi, cút ra chỗ khác cho tôi. Cô trợn to mắt hết cỡ khi mà nhìn thấy anh hôn mình. Đây là nụ hôn đầu tiên của cô. Bờ môi bạc lạnh lẽo của anh chạm vào cô, thật là ngọt ngào. Anh bóp mặt cô rồi bắt đầu chiếm lấy tất cả những gì ngọt ngào nhất trên bờ môi của cô. Nước mắt nước mũi cứ như vậy mà tuôn ra, hòa quyện vào nhau. Người đàn ông đương nhiên không để ý. Vậy là 20 năm cô giữ gìn sự trong trắng cho đêm động phòng, giữ gìn cho người mình yêu. Tất cả đã bị phá hủy trong tình huống như thế này. Anh đúng là người cô yêu, nhưng đây là hành hạ chứ không phải là động phòng. Cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nở ra nụ cười chua chát. Cứ như vậy, anh hết lần này đến lần khác hành hạ cô. Mãi cho đến 3 giờ sáng, hai người đều mệt mỏi. Lúc này Hàn Dương mới buông tha để cho cô nằm xuống ngủ. Còn anh đi vào trong nhà vệ sinh tắm rửa, không muốn lưu lại một dấu vết gì. Sau đó anh cũng về phòng mình mà đi ngủ. Sau đêm ân ái cuồng nhiệt, cô từ từ ngồi dậy, nhận ra Hàn Dương đã không còn ở bên cạnh nữa. Rốt cuộc lần đầu tiên của cô cũng trao cho anh rồi. Cô nhìn xuống vết đỏ ở ga giường rồi tự giễu bản thân mình. Cả cơ thể cô bây giờ đều đau đớn, muốn đứng lên cũng là một chuyện khó khăn. Bất thình lình anh bước tới với vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Theo bản năng cô kéo chăn lên để che đi cơ thể, thì nhận được lời nói chua chát phát ra từ miệng anh. Chỗ nào trên người cô tôi cũng nhìn thấy rồi, nên không cần phải che, đúng là dơ bẩn, mau uống cái này vào đi. Anh nói xong thì đưa ra trước mặt cô viên thuốc màu trắng. Chân mày của cô nhíu lại khi phát hiện đây là thuốc tránh thai. Trước đây cô đã từng nhìn thấy. Tại sao tôi phải uống cái này chứ? Cô lên tiếng hỏi, mặc dù cô đã biết rồi. Anh im lặng không trả lời, ánh mắt đăm chiêu nhìn cô. Sau đó thì bóp thật mạnh miệng của cô, nhét viên thuốc vào, tiện tay lấy luôn ly nước ở trên bàn cho cô uống một ngụm. Không kịp phản ứng cho nên cô bị bất ngờ ho sặc sụa. Anh thấy như vậy không hề hấn gì mà quay người bỏ đi. Chẳng lẽ anh chán ghét cô đến như vậy sao? Khó khăn lắm cô mới đi được vào trong nhà tắm. Nhìn cơ thể của mình trong gương, khắp nơi đều là những dấu tích của trận kích tình hôm qua để lại. Cô nhếch môi nhẹ cười, sau đó thì mở nước cho đầy bồn, thả mình vào trong làn nước ấm áp. Cô thật sự mong rằng nước có thể xua tan cái đau đớn trên cơ thể. Đến khi nước lạnh rồi, cô mới đứng dậy, lau người, mặc đồ vào và xuống nhà ăn sáng. Quản gia đem ra cho cô một bát phở, bắt cô phải ăn hết bởi vì nhìn cô hôm nay có vẻ mệt mỏi. Cô muốn cho bà vui lòng nên cũng cố gắng ăn.
Cô rất yêu mến quản gia Trần, bà rất hiền lành. Cô coi bà giống như mẹ nuôi của mình. Thiếu gia dặn con hôm nay ở nhà, buổi chiều sẽ đi dự tiệc cùng cậu ấy đấy. Đồ của con lát nữa sẽ có người mang đến, bảo Ngọc. Dự tiệc ơ, tại sao lại muốn cô đi cùng chứ? Cô không ngừng băn khoăn, suy nghĩ trong đầu. Hàn Dương, anh không biết muốn gì ở cô nữa. Đúng như lời của quản gia nói, cô vừa ăn xong thì có một người vào đưa cho cô cái túi rất to. Dạ thưa tiểu thư, đồ của cô đây. Người đàn ông kính cẩn dùng hai tay đưa túi đồ cho cô. Cảm ơn anh. Không còn việc gì nữa, tôi lên lầu trước. Thiếu gia dặn 6 giờ tối, thiếu gia sẽ về đây để đón cô đi. Cô gật đầu rồi cầm túi đồ đi lên trên lầu, để nó sang một bên. Cô rất thèm ngủ. Hôm qua anh hành hạ cô đến sáng mới được chợp mắt một chút đã phải dậy rồi. Vừa nằm xuống giường, giật nhanh cô đã chìm sâu vào giấc ngủ. Cô ngủ rất ngon, đến chiều mới tỉnh dậy, bỏ luôn cả bữa trưa. Cô uể oải ngồi dậy với điện thoại, nhìn đã là 5 giờ chiều. Hoảng hốt nhanh chóng lấy đồ đi vào trong nhà vệ sinh tắm rửa, không thôi là sẽ trễ giờ. Cô gấp gáp đến nỗi còn chưa kịp xem cái túi mà anh sai người mang đến ở bên trong có những cái gì. Vệ sinh cá nhân xong xuôi là 5 giờ 20, cô khoác lên người bộ váy màu đỏ trong túi đồ kia rồi nhanh chóng ra ngoài, ngồi xuống bàn trang điểm. Cô chỉ dặm một lớp phấn mỏng, kẻ chân mày, bấm lông mi, đánh chút má hồng, thoa thêm lớp son môi, mái tóc dài được uốn đuôi, cộng thêm bộ váy mà Hàn Dương chuẩn bị cho cô. Trông cô bây giờ không khác gì một siêu mẫu ở trên sàn catwalk. Sực nhớ ra trong túi ban nãy còn có một cái túi và đôi guốc màu đen, cô cũng lấy ra mang vào. Đỏ đen tạo ra tông màu nửa nóng nửa lạnh, rất hợp với nhau. Tất cả mọi thứ xong xuôi, đồng hồ đã điểm 5 giờ 50, cô bước chân xuống nhà. Ngô Hàn Dương ngồi trong phòng khách đang nhâm nhi chút trà, nghe tiếng guốc thì cả anh và người làm ở trong nhà đều ngước đầu lên nhìn. Trước mặt họ, Lục Bảo Ngọc đã hoàn toàn thay đổi. Chiếc váy màu đỏ ngắn đến nửa đùi, lộ ra cặp chân thon dài, trắng trẻo. Chiếc váy ôm sát cả cơ thể của cô, có thể thấy được 3 vòng đầy đặn đến mức nào. Tay áo là dạng tay lừng đến khuỷu tay, còn lồng ngực thì khoét hình tam giác. Một sợi dây kéo ngang qua, cố định hai bên với nhau, tất cả đều tạo nên sự hài hòa, tao nhã và sang trọng của người có tiền, có quyền. Hàn Dương nhìn sang cô một cách chăm chú, có chút dao động làm cho cô bất giác ngại ngùng. Cô bước đến chỗ anh đang ngồi. Mặt tôi dính gì sao? Bị nói trúng tim đen, anh giả vờ nghiêm mặt rồi lắc đầu, sau đó ra hiệu cho cô bắt đầu đến chỗ tham gia bữa tiệc. Anh ngồi kế bên cô ở trên xe, không khí vô cùng ngột ngạt. Từ nãy đến giờ cô hay quay sang nhìn lén anh. Tại sao ơ? Bởi vì hôm nay anh rất đẹp trai, mặc trên người bộ vest màu đen của thương hiệu nổi tiếng. Có lẽ bộ vest này được may theo đúng số đo cơ thể của anh rồi, vô cùng vừa vặn. Hôm nay đặc biệt anh không mang cà vạt, như thế này còn đẹp trai hơn. Mái tóc được nhuộm sang màu đỏ sẫm, trẻ mái bảy ba, trông vô cùng cuốn hút. Không những vậy, thần thái và khí thế bức người của anh làm cho người ta nhìn vào là biết anh là một người rất thành đạt, rất quyền lực. Tự dưng anh lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ rồi đưa cho Bảo Ngọc. Cô đeo vào đi. Cô rất nghe lời, liền lấy chiếc hộp mở ra. Bên trong là một sợi dây chuyền. Hình dạng là dây bạc, mặt dây chuyền là một viên đá hình giọt nước, được đính những viên kim cương lên đó. Giá của nó không nhỏ, phải gần 5 triệu đô la. Bởi vì có lần Kiều My đã cho cô xem. Cô ấy nói với cô rằng Kiều My muốn thiết kế một bộ đồ đẹp nhất để có thể phù hợp với sợi dây chuyền này. Cô rất nhanh lấy nó ra đeo lên cổ, bởi vì không thể nào cài được móc khóa. Cô đành ngậm ngùi chối với. Gắn hoài mà vẫn không được. Hàn Dương liếc mắt sang thấy như vậy, anh đưa tay cầm cọng dây chuyền rồi quay người đeo cho cô. Hành động đơn giản như vậy thôi suýt làm cho cô khóc ngất trong xe, bởi vì đây là lần đầu tiên anh quan tâm đến cô như vậy. Vì xấu hổ,
Cô chỉ biết cúi đầu lý nhí nói cảm ơn. Thanh âm rất nhỏ, đủ cho bản thân cô và anh nghe thấy. Anh không muốn đem cô đi dự tiệc, bởi vì anh là người trên thương trường, thao túng cả nền kinh tế của thành phố này có rất nhiều kẻ thù. Họ có thể làm hại đến cô. Dù sao thì trên danh nghĩa, cô cũng là con gái cưng của Lục Gia, là vợ của Ngô Hàn Dương. Anh ít ra cũng phải bảo vệ cho cô. Nhưng hôm nay sở dĩ phải đem cô đi theo dự tiệc là bởi vì anh biết ở đó có Trung Vị Uyên. Trung Vị Uyên là con gái của Trung Gia. Người đàn bà lúc nào cũng bám đuôi theo anh vì cái gia sản kích xù anh sở hữu. Anh đưa cô đi dự tiệc cũng là muốn cắt đuôi cô ta. Cô ta có muốn làm gì thì cũng không được. Bởi vì trong sợi dây chuyền anh đã có gắn thiết bị định vị tối tân bậc nhất. Cô có chuyện gì anh sẽ biết được ngay. Anh chỉ cần huýt sáo một cái có thể hạ được cả tập đoàn Trung Gia. Nhưng không, anh không muốn phí phạm nhân lực vì những chuyện không đâu. Mà nãy giờ anh đang quan tâm đến cô sao? Anh đã có Minh Ngọc rồi cơ mà. Cảm giác trong anh bây giờ là sao chứ? Anh nhanh chóng gạt suy nghĩ sang một bên, ngả lưng vào ghế, nhắm nghiền mắt. Chiếc xe limousine dừng trước một khách sạn danh tiếng khiến cho rất nhiều người tò mò. Phóng viên, báo chí và mọi khách khứa đều đứng nép sang một bên cho người trong xe bước xuống. Bảo Ngọc ít khi nào xuất hiện ở những nơi đông người hay đi dự tiệc nên là có phần lo lắng, bồn chồn. Ngay lúc này thì Hàn Dương đã quay sang nói với cô một câu: diễn cho tốt vào. Sau đó anh quay người sang bên cạnh, đợi Hàn Lục, Hàn Đại xuống mở cửa xe cho. Hàn Đại, Hàn Lục bước xuống xe. Mọi người đều biết người ngồi trong xe chính là chủ tịch của Ngô Thị rồi. Bởi vì hai người đó chính là những cánh tay đắc lực của anh trên thương trường. Những dự án nhỏ họ đều đi họp, không đến lượt anh xuất hiện. Trừ khi có những cuộc họp lớn có tầm quan trọng cao thì anh mới lộ diện trước ống kính mà thôi. Hàn Dương một thân tây trang màu đen bước xuống xe với khí thế oai hùng bước người, sau đó đưa tay vào trong xe đỡ Bảo Ngọc ra ngoài. Mọi người đều sửng sốt khi mà đôi trai tài gái sắc xuất hiện. Vì vậy mà phóng viên đều vây xung quanh hỏi đủ câu hỏi. Ngô Tổng, hôm nay anh được mời tới đây với cương vị là gì thế? Cô gái bên cạnh anh chính là Lục Bảo Ngọc, vợ mới cưới của anh đúng không? Những câu hỏi cứ dồn dập tới khiến cho cô sợ, cơ thể có phần run. Hàn Dương cảm nhận điều đó, anh dùng ánh mắt lướt ngang qua những phóng viên đặt câu hỏi, lập tức họ im lặng không nói lời nào nữa. Từ đằng xa có một người đàn ông tầm 40-50 tuổi tiến tới chào hỏi anh. Ngô Tổng, anh đến đây đúng là một vinh dự cho tôi. Là ngài quá khách sáo rồi, hạ nhân Khải. Tôi được mời đến đây là một vinh dự chứ. Nghe được lời đó, ông ta vui vẻ cười cười, đưa tay mời anh đi vào bên trong. Cô còn chưa kịp định hình đã bị anh nắm tay, khoác qua tay anh rồi tiến vào trong dự tiệc. Vì thế mà mặt cô đỏ lên, trông rất dễ thương. Tiếc là anh không nhìn thấy. Hội trường bên trong vì có sự hiện diện của anh dường như náo nhiệt hơn. Ai trên thương trường mà không biết anh cơ chứ? Ngô Hàn Dương, chủ tịch tài giỏi, tuổi trẻ tài cao, nắm luôn cả chức lão đại hắc bang mạnh nhất là bang Thiên Hàn. Những vị trưởng bối khác thật sự là làm cho anh phải nể phục không thôi. Có một vị trưởng bối lên tiếng hỏi: Hàn Dương, đây là... Có lẽ ông ta chưa biết cô là ai. Hàn Dương có thể thấy được đôi mắt của ông ta đang nhìn chằm chằm đôi chân dài xinh đẹp của cô. Trong lòng anh dâng lên một cỗ cảm giác khó chịu, lấy tay choàng qua eo cô rồi áp sát cô và cơ thể của mình. Xin chào Mã Tổng, đây là vợ của tôi. Chỉ vài chữ cùng với cái nhìn sắc lạnh của anh đã khiến cho ông ta chảy mồ hôi hột, tự động rút lui. Từ trước đến giờ ông ta muốn thứ gì cũng có được, nhưng mà đồ của Hàn Dương thì có chín cái mạng cũng không dám động vào, dù chỉ là một sợi tóc. Lần đầu tiên anh ở bên cạnh với cô, còn ôm eo cô nữa, khiến trái tim cô đập rất nhanh. Cho dù anh có siết hơi mạnh, cô cũng nén cơn đau. Rất ít khi nào có dịp như vậy. Đúng lúc này thì một cô gái từ đâu đi tới, choàng tay anh vui vẻ lên tiếng: Hàn Dương, em rất nhớ anh.
Buông tay tôi ra đi, Trung Vị Uyên, trước khi mà tôi nổi điên lên. Anh lên tiếng bài xích. Anh vô cùng ghét kiểu con gái như thế này, lớn giọng nói với cô ta. Cô ta óng mẹo, lắc lắc cánh tay anh. Thôi được rồi, anh không cần phải dữ dằn như vậy. Ba em muốn gặp anh đấy, anh qua bên kia một lát đi. Anh quay sang nói với Bảo Ngọc là sang một góc chờ anh, lát nữa anh sẽ quay lại. Sau đó đi cùng với Trung Vị Uyên đến chỗ ba cô ta. Bảo Ngọc nghe lời tìm một chỗ ngồi xuống, tự lấy cho mình ly nước ép trái cây rồi đứng chờ anh. Được gần 5 phút sau thì cô nhìn thấy cô gái kia quay lại đứng đối diện với mình. Cô là Lục Bảo Ngọc sao? Đúng vậy, có chuyện gì không? Đúng là giống như lời đồn, cô rất xinh đẹp. Cảm ơn cô cũng rất xinh đẹp. Không vòng vo nữa, tôi muốn cô rời xa Hàn Dương, anh ấy là của tôi. Trùng Vị Uyên lập tức thay đổi sắc mặt, nói chuyện với cô bằng giọng điệu khinh bỉ. Câu nói của cô ta làm cho lòng cô có một cơn chấn động, nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đáp trả. Cô rõ ràng biết tôi là vợ hợp pháp của anh ấy, hà cớ gì mà bắt tôi từ bỏ Hàn Dương chứ? Hơn nữa theo tôi thấy cô cũng rất xinh đẹp, có thể tự tìm cho mình ý chung nhân vừa lòng, chứ không cần phải làm hồ ly đi giành giật hạnh phúc của người khác đâu, Trung Vị Uyên. Từng lời nói của cô làm cho sắc mặt cô ta càng ngày càng tối, chắc chắn cô ta rất tức giận rồi. Nhưng cô không xứng đáng với Hàn Dương, cô hiểu không? Mắt nào, tai nào của cô thấy tôi không xứng đáng chứ? Tôi, Lục Bảo Ngọc, là tiểu thư tập đoàn Lục Thị, gia tộc Lục gia danh tiếng. Tôi tốt nghiệp tiến sĩ trường đại học Harvard bên Mỹ, còn được mời ở lại, nhưng tôi không muốn. Thì tại sao tôi lại không xứng đáng? Tôi đường đường chính chính bước chân vào Ngô gia, chứ không dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Ít ra tôi còn yêu Hàn Dương thật lòng. Còn cô, chắc là cô yêu anh ấy là bởi vì khối tài sản to lớn anh ấy đang có thôi, đúng không? Một lần nữa cô ta bị Bảo Ngọc chỉnh ngay trước đám đông. Cô ta không tránh khỏi tức giận, liền vung tay lên định đánh cô, nhưng rất tiếc nó bị chặn lại. Bảo Ngọc đang nhắm mắt để đợi chờ cái tát, nhưng mà chẳng thấy đau gì cả. Mới mở mắt ra thì nhìn thấy Hàn Dương. Cô ăn gan trời mới dám kiếm chuyện với người phụ nữ của tôi, đúng không nào, Trung Vị Uyên? Anh lên tiếng nói, rồi thẳng tay quật ngã cô ta xuống chiếc bàn thủy tinh ở đằng sau. Tiếng đổ vỡ đã thu hút mọi người xung quanh. Cô ta bây giờ không biết kiếm ở đâu một cái lỗ để mà chui xuống. Cô ta lắp bắp nói không thành câu. Em không có như vậy đâu. Không có ư? Những lời cô vừa nói rồi còn định đánh cô gái của tôi nữa, vậy mà cô còn nói rằng cô không có ư? Tôi nể tình ba cô có quen biết với tôi, nên tạm thời tôi sẽ tha cho cô lần này. Coi như đây là lời cảnh cáo nhẹ nhàng khi mà cô dám đụng đến người phụ nữ của tôi. Có lần sau thì đừng hòng tôi tha thứ. Hàn Đại, mau rút tất cả cổ phần bên Trung Thị cho tôi. Vừa dứt lời, anh quay sang nhìn Bảo Ngọc bằng ánh mắt ôn nhu, rồi ôm eo cô bước ra về trong ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Màn kịch vừa rồi rất hay, nhưng mà cô còn chưa kịp bình tĩnh, anh gọi cô là người phụ nữ của anh. Còn gì sung sướng hơn cơ chứ? Chỉ mong rằng thời gian ngưng động để cô có thể sống trong cảm giác này mãi mãi. Trong hội trường lúc nãy, mọi người sau vụ việc đều giải tán ra về, để lại ánh mắt khinh thường cho Trung Vị Uyên. Cô ta còn bị ba mình cho vài cái bạt tai vào mặt nữa. Mày xem, mày vừa làm cái gì? Mày có bị điên không mà động đến Lục Bảo Ngọc? Nếu Ngô Hàn Dương mà không xử thì mày cũng bị Lục gia phanh thây thôi. Tao sinh mày ra, mày không làm được chuyện gì nên hồn, suốt ngày chỉ biết ăn tàn phá hoại thôi. Ba của Trung Vị Uyên nhất thời tức giận, huyết áp lên cao mà ngã khuỵu xuống sàn. Cô ta thấy như vậy hoảng hồn, đỡ ông rồi gọi người chở ông đến bệnh viện cấp cứu. Cô ta tự nói thầm trong lòng. Ngô Hàn Dương, Lục Bảo Ngọc, tôi sẽ không tha thứ cho hai người đâu. Cứ chờ đó. Từ lúc mà Trung Vị Uyên bước tới nói chuyện với cô
là Hàn Dương đã ở ngay trong một góc khuất, nghe tất cả mọi chuyện rồi. Thì ra miệng lưỡi của cô cũng ghê gớm thật đấy, sắc sảo thật đấy. Cô còn nói rất yêu anh, làm cho trái tim anh bất giác mà rung động. Dẫu biết ban nãy anh ngăn không cho cô ta đánh cô rồi, nhưng bởi vì muốn an tâm rằng cô không bị làm sao, anh liên tục hỏi thăm cô trên xe, khiến cho Bảo Ngọc vô cùng bất ngờ. Hàn Dương, người đàn ông lạnh lùng mà cô yêu thương, cũng có lúc ấm áp như vậy sao? Hôm nay anh bị sốt hay sao mà cư xử lạ vậy chứ? Cô đưa tay mình lên sờ sờ trán anh. Cô không hiểu được lý do tại sao anh lại đột nhiên quan tâm đến cô như vậy. Mà đâu có sốt đâu, anh có đau đầu không? Còn chưa để cho anh trả lời, cô tự độc thoại một mình. Mức độ đáng yêu của cô gái này khiến cho anh phì cười vui vẻ. Anh nắm lấy tay cô, một bước nâng cô ngồi trên đùi của mình, rồi vuốt vuốt mái tóc. Anh xin lỗi, thời gian qua là anh không tốt với em. Kể từ giờ phút này, anh sẽ bù đắp cho em, có được không? Anh nhìn xoáy sâu vào trong đôi mắt của cô, nói ra những lời thật lòng từ trái tim. Khi mà nghe anh nói như vậy, hốc mắt cô từ từ có nước rồi. Cô nghẹn ngào lên tiếng. Là anh nói thật, hay anh chỉ là đùa giỡn với em thôi? Anh lúng túng khi mà thấy cô gần như là bật khóc, không biết phải dỗ dành thế nào, liền ôm cô vào trong lòng vỗ về. Khi thấy cô như vậy, anh rất đau lòng. Bảo bối ngoan, em đừng khóc, anh sẽ đau lòng lắm đấy. Cô nghe anh nói như vậy, ôm chặt anh vào trong lòng không buông, khuôn mặt vùi vùi vào trong cổ anh, rồi ngủ thiếp đi từ bao giờ. Hàn Dương giờ đây đang vô cùng hạnh phúc. Đã lâu rồi anh không có cảm giác như vậy. Khi mà ở bên cạnh một người con gái, không nghe thấy cô nói gì nữa, anh lấy làm lạ, nhưng mà lại nghe được tiếng thở đều đều của cô. Chắc là cô đã ngủ rồi, anh để cho cô ngủ trong lòng mình. Chiếc xe chẳng mấy chốc đã dừng trước cửa nhà. Anh nhẹ nhàng ôm cả cơ thể của cô đi vào trong, nhẹ nhàng đến nỗi cả một dàn người làm vừa nhìn thấy anh định chào, anh cũng không cho chào, sợ làm cô gái nhỏ của mình thức giấc. Anh quay sang nói với quản gia. Bác chuyển đồ của cô ấy sang phòng cháu đi. Quản gia cuối cùng cũng yên tâm được một phần. Thiếu phu nhân không phải khổ sở vì cậu chủ nữa. Không lẽ cô đã thu phục được quái thú là cậu chủ rồi sao? Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng, tiến vào trong đặt cô xuống giường, với tay lấy chăn đắp cho cô đỡ lạnh. Sau đó thì mới quay người đi vào trong phòng tắm. Kỳ thật đấy, anh bế cô, cảm thấy cô rất nhẹ, cơ thể chắc chắn là rất ốm yếu, thiếu chất dinh dưỡng. Kể từ ngày mai, nhất định phải bồi bổ cho cô mới được, phải có da có thịt thì ôm vào mới ấm chứ. Còn đang miên man trong dòng suy nghĩ, anh nhận ra từ bao giờ anh biết quan tâm đến một người phụ nữ như vậy. Đối với anh, cô bây giờ là bảo bối mà anh yêu thương nhất. Anh sẽ dùng cả đời này để mà yêu thương, sủng cô hết mực. Anh vừa đóng cửa phòng tắm thì cô đã tỉnh giấc, nghe tiếng nước chảy ở bên trong, chắc là anh đang tắm rồi. Nhận ra mình đang nằm trong phòng của anh, cô sực nhớ ra chuyện ở trên xe. Không biết đây là mơ hay là thật. Nếu là mơ thì cô chỉ ước gì không bao giờ tỉnh lại. Còn nếu là thật thì chắc chắn sẽ vô cùng hạnh phúc đây. Tiếng nước chảy xuống cơ thể vạm vỡ. Hàn Dương chợt nhớ đến lúc trong buổi tiệc, những lời nói kia đã làm cho anh thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Hóa ra trong buổi tiệc, khi mà anh đi chào hỏi vài người, giật nhanh đã quay trở lại chỗ của cô, thế nhưng đã bị Kha Đức, Tử Hy kéo vào trong một góc ngồi uống rượu. Ba người đàn ông quyền lực ngồi chung với nhau chiếm hết ánh sáng của buổi tiệc, chỉ có Bảo Ngọc là không để ý. Tử Hy nửa đùa nửa thật lên tiếng nói. Hôm nay cô ấy xinh đẹp thật đấy, phải giữ cho kỹ vào, không làm mất đấy. Chẳng lẽ cậu vẫn còn nhớ Minh Ngọc sao? Đã mấy năm rồi, Hàn Dương. Bây giờ trên danh nghĩa, Bảo Ngọc là vợ của cậu. Cô ấy rất hiền lành, cũng không tham của cải. Thời đại bây giờ kiếm được một người giống như cô ấy không phải là dễ dàng đâu. Lúc người ta ở bên cậu thì cậu không biết trân trọng. Đến lúc mất rồi, đừng có mà hối hận, than thở. Chuyện gì qua rồi thì cứ để nó qua đi. Giữ trong lòng có lợi ích gì đâu cơ chứ. Kha Đức đã tuôn ra cả một tràng dài nói với Hàn Dương.
Cũng vì những lời như vậy mà anh tự dưng bừng tỉnh. Khả Đức nói cũng phải, đã mấy năm rồi mà. Hàn Dương khoác chiếc khăn tắm rồi từ trong nhà vệ sinh đi ra. Thấy cô đang xem tivi, anh nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô, xoa xoa đầu cô. Sao còn chưa ngủ chứ? Em không ngủ được. Cô quay sang trả lời rồi ôm chầm lấy anh. Hàn Dương vì được cô ôm mà tâm tình vui vẻ, bây giờ lại càng vui vẻ hơn. Muộn rồi đấy, em đừng xem phim nữa, không tốt cho mắt đâu, ngủ sớm đi. Cũng đã hơn 10 giờ rồi, vậy em đi ngủ đây, anh ngủ ngon nha. Cô giật mình nhìn đồng hồ cảm ứng ở trên tường, sau đó chúc anh ngủ ngon, đứng dậy đi về phòng. Nhưng chưa đi được nửa bước thì đã bị một lực rất lớn kéo lại. Cô lại ngồi yên vị ở trong lòng anh trên chiếc giường king size. Anh ôm cô vào trong lòng, vùi đầu vào cổ cô, hít hít mùi hương đặc trưng trên cơ thể cô. Em ngủ ở đây đi, không được đi đâu cả. Nam nữ thụ thụ bất thân, Hàn Dương nghe cô nói như vậy thì đầu lập tức chảy xuống ba vạch đen. Thật là không nói nổi với cô vợ nhỏ này. Em với anh là vợ chồng cơ mà, tại sao lại có thể dùng từ nam nữ thụ thụ bất thân cơ chứ, bà xã? Ai cho anh gọi em là bà xã? Thực ra khi mà nghe anh gọi mình là bà xã, trong lòng cô trào dâng một cỗ cảm xúc ngọt ngào. Nhưng mà chọc anh một chút chắc là cũng không sao. Thì em là bà xã của anh chứ còn ai nữa. Thôi nào, chúng ta đi ngủ thôi. Em ngủ ngon nha. Anh siết chặt cô vào trong lòng, hôn nhẹ lên trán của cô. Anh ngủ ngon nha. Cô rúc đầu vào trong lồng ngực của anh tìm hơi ấm, rồi cũng từ từ nhắm mắt. Cả hai người chìm sâu vào trong giấc ngủ với niềm hạnh phúc đang dâng trào trái tim. Cô ngủ trong lòng anh say sưa đến tận 9 giờ sáng ngày hôm sau mới chịu tỉnh giấc. Đập vào mắt của cô là khuôn mặt phóng đại của người đàn ông, ngũ quan tinh xảo, lại còn có cả khuôn mặt góc cạnh. Người đàn ông này quả thật làm cho cô yêu đến điên đảo rồi. Bàn tay cô lướt nhẹ trên khuôn mặt của anh, nhớ đến chuyện tối qua, đến bây giờ mà cô vẫn còn chưa dám tin đó là sự thật. Cô hôn phớt lên má anh, rồi buột miệng nói rất nhỏ. Hàn Dương, quả thật là em không biết anh đang thật lòng hay chỉ muốn đùa giỡn với em thôi. Nếu như em đang mơ, em ước gì sẽ không bao giờ tỉnh dậy, để cho bản thân mình chìm đắm trong niềm hạnh phúc này. Còn nếu trong lòng anh thật sự có em thì em rất vui. Nhưng em sợ rằng bản thân em tự mình đa tình, không biết khi nào em yêu anh đến sâu vào trong tâm can rồi. Tất cả đều là sự thật đấy. Tự dưng Hàn Dương lên tiếng. Anh mở mắt trả lời câu nói của cô. Vốn dĩ anh đã dậy từ lâu rồi, nhưng mà cô gái nhỏ này còn đang say giấc, cho nên anh không muốn gọi cô dậy. Cô đang tự kỷ độc thoại một mình, tự dưng anh nói như vậy làm cho cô giật bắn cả người. Trời ơi, anh làm em hết hồn, anh dậy từ bao giờ thế? Cô giật mình suýt nữa thì té xuống giường. Cũng may là còn có cánh tay to lớn của người đàn ông đã kéo cô lại. Từ lúc mà em chạm lên mặt anh đấy. Anh nói như vậy làm cho cô ngại ngùng, đỏ hết cả mặt lên. Nhanh tay nhanh chân chạy vào trong nhà tắm, để lại người đàn ông ngồi bên ngoài mỉm cười. Cô gái nhỏ này đáng yêu vô cùng. 30 phút sau đó, cả hai người đi xuống phòng ăn. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, một dàn người làm khi mà thấy anh và cô đi xuống đồng thanh hô to. Dạ chào buổi sáng thiếu gia, tiểu thư. Chào buổi sáng mọi người, mọi người cứ đi làm việc đi ạ. Cô vui vẻ trả lời với âm thanh hơi lớn để mọi người đều có thể nghe rõ. Bữa ăn sáng diễn ra vô cùng ngọt ngào, làm cho tất cả người làm trong nhà đều ngạc nhiên ngã ngửa. Thời gian cứ như vậy mà êm đềm trôi qua. Tính đến nay đã là 1 năm cô và anh chung sống với nhau. Bao nhiêu tình cảm Bảo Ngọc dành cho anh đều được anh đền đáp vô cùng ngọt ngào. Ngày hôm nay là ngày kỷ niệm tròn 1 năm ngày cưới, cho nên Bảo Ngọc tự tay xuống bếp nấu đồ ăn chờ anh về dùng cơm. Bữa cơm đơn giản với những món mà anh thích ăn, cộng với nến, rượu, làm cho bữa ăn thêm phần quyến rũ. Có tiếng xe chạy vào trong sân vườn. Hàn Dương xuống xe với vẻ mặt mệt mỏi. Ở tập đoàn có quá nhiều việc cần anh phải giải quyết.
Anh về rồi đấy à? Bảo Ngọc từ trong nhà chạy ra ôm chầm lấy anh. Mới xa nhau chưa được một ngày mà cô nhớ anh da diết. Tất cả mệt mỏi đều tan biến khi mà anh có cô ở bên cạnh. Hàng ngày được cô nấu ăn cho. Cô ngồi ghế đợi anh đi làm về. Tất cả quá đỗi hạnh phúc đối với anh. Anh xoa đầu cô, hôn lên trán cô, nụ hôn ngọt ngào. Tay chìa ra một bó hồng, anh đã đặt mua nó. Anh biết cô không thích quần áo, không thích trang sức. Cái cô cần là sự yêu thương của anh mà thôi. Chúc mừng kỷ niệm 1 năm ngày cưới của chúng ta, bà xã. Khó khăn lắm, Hàn Dương mới có thể nói ra câu này. Bởi vì anh không giỏi trong khoản nói những câu ngọt ngào, chỉ biết hành động cho cô thấy là được rồi. Hai bên mắt của cô đã đỏ hoe bởi vì anh nhớ đến ngày kỷ niệm, lại còn tặng đúng bó hoa mà cô thích. Nhưng cô lại cảm thấy hơi khó hiểu, tại sao lại chỉ có 99 đóa hoa hồng, tại sao không phải là tròn 100 đi? Cô chỉ cần nhìn sơ sơ là có thể đếm được, bởi vì vốn dĩ chỉ số IQ của cô rất cao mà. Tại sao lại chỉ có 99 đóa hoa chứ? Cô ngây thơ lên tiếng hỏi. Chẳng phải đóa hoa cuối cùng chính là anh rồi sao? Vừa dứt lời, anh hôn chụt lên môi cô. Chỉ toàn chọc em thôi. Anh lên tắm rửa rồi xuống ăn nha. Cô đánh yêu vào trong lồng ngực của anh, rồi nở ra nụ cười tươi rói. Trong suốt bữa ăn, hai người nói với nhau những câu ngọt ngào, hạnh phúc, ấm áp, chỉ đơn giản là như vậy thôi. 2 ngày nữa chúng ta sẽ đi chơi nha. Có thể là hơi trễ so với ngày kỷ niệm, nhưng là thành ý của anh. Đang ăn thì anh buông đũa xuống nói với cô. Thật sao? Em được đi chơi thật à? Có thể rủ bạn em cùng đi. Chuyến đi này có cả Tử Hy và Kha Đức. Em hiểu rồi. Cảm ơn ông xã nha. Buổi tối hôm đó, cô cứ trằn trọc không ngủ được vì cô háo hức với chuyến đi chơi. Đến mức mà anh phải dỗ dành cô mãi, cô mới đi sâu vào trong giấc ngủ. Cuối cùng thì ngày đi chơi cũng đã đến. Tất cả đã tập hợp ở sân sau nhà của Hàn Dương và cô, bởi vì sân sau là sân máy bay tư nhân của riêng anh. Tổng cộng chuyến đi này có 5 người, anh và cô, Kha Đức, Tử Hy và Kiều My. Hai cô gái thì vô cùng háo hức bởi vì lâu rồi chưa đi chơi xa ở đâu cả, chỉ có đi mua sắm và đi ăn gần nhà thôi. Lý do rất đơn giản, Hàn Dương không cho cô ra ngoài, muốn đi thì phải có anh đi theo. Thứ hai, nếu may mắn thì anh sẽ cho cô đi đây đi đó một chút, nhưng mà phải có vệ sĩ đi theo. Cô không thích như vậy nên đành ngậm ngùi ở nhà chơi cho xong. Sau 9 tiếng ngồi trên máy bay thì cuối cùng cũng đáp xuống an toàn. Vì là máy bay tư nhân, lịch trình được rút ngắn vài tiếng, không phải rườm rà, thủ tục. Nơi máy bay đáp xuống là một hòn đảo xinh đẹp, tên của nó là Bora, là một hòn đảo nhỏ nằm trong quần đảo của Pháp. Đây là một trong những thiên đường du lịch nổi tiếng của thế giới. Hai cô gái Bảo Ngọc, Kiều My vừa bước xuống liền tỉnh ngủ mà hoa mắt vì vẻ đẹp của nơi đây. Nước biển trong xanh, gió mát, đảo được bao xung quanh những dạng san hô quý hiếm, động thực vật phong phú. Tối nay chúng ta sẽ ngủ ở đâu? Cô thắc mắc hỏi anh. Là bungalow ở trên biển. Anh vừa nói xong, mắt cô đã sáng quắc. Bungalow là dạng nhà tầng nhưng mà lại thấp, chủ yếu diện tích của nó rất rộng. Nó giống như những mái chòi, có điều nằm lơ lửng ở trên mặt nước biển trong xanh là điều thu hút khách du lịch ở hòn đảo Bora này. Cô và anh ngủ chung, ba người còn lại thì mỗi người một phòng. Bởi vì cả ngày ngồi trên máy bay để đến đây mệt mỏi, cho nên cô cũng thấm mệt rồi, nằm xuống đánh một giấc, đến 8 giờ tối mới chịu dậy. Không thấy anh nằm bên cạnh, cô đứng dậy đi tìm. Từ ban công, nhà vệ sinh đều không thấy. Gọi điện thì mới biết rằng anh đều quên điện thoại ở nhà. Cô bắt đầu lo lắng, định mặc áo khoác vào ra ngoài tìm. Đúng lúc đó anh đã quay trở lại, trên tay cầm theo đồ ăn. Cô ngồi phịch xuống giường, tỏ ra giận dỗi. Hàn Dương vừa nhìn đã hiểu cô đang giận chuyện gì. Anh tiến tới ôm cô vào trong lòng, hít hít mùi hương quen thuộc trên cơ thể của cô. Anh xin lỗi, anh thấy em ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức em. Hơn nữa, anh cũng chỉ là đi lấy đồ ăn cho em thôi mà.
Ba người kia đi chơi cả rồi. Sau khi ăn uống no say, cô xoa xoa bụng của mình. No thật đấy, cũng rất ngon nữa, cảm ơn anh. Nhưng mà anh chưa no, anh lại đói. Tại sao anh lại đói? Sao lúc nãy anh không ăn chung cùng em luôn? Anh muốn ăn em cơ, có được không? Cô đỏ mặt vì câu nói của anh. Cô đánh lên lồng ngực của anh vài cái. Còn chưa kịp đánh thì tay đã bị anh giữ lại. Anh đặt bờ môi của mình lên đôi môi mọng hồng của cô. Nụ hôn ngọt ngào cứ như vậy mà kéo dài. Rời khỏi nụ hôn, anh bế cô đặt lên giường, chế trụ cơ thể nõn nà của cô. Rất nhanh sau đó, quần áo vướng víu đã được anh cởi bỏ tất cả trên cơ thể của cả hai người, rồi quăng đi không thường tiếc. Ngày hôm sau khi thức dậy, cơ thể của cô chuyển đến cơn đau ghê gớm, muốn nhúc nhích cũng là một chuyện khó khăn. Ở bên cạnh là Hàn Dương đang say giấc nồng. Lúc ngủ trông anh vô cùng đáng yêu, khuôn mặt bây giờ hiền lành so với lúc mà anh làm việc. Bởi vì không muốn anh thức giấc, cô nén nỗi đau, cắn răng bước xuống giường. Nhưng mà chưa đi được 5 bước thì cô đã khuỵu xuống vì quá đau. Sàn bằng gỗ, cô té xuống đã gây ra tiếng động. Tuy rằng tiếng động rất nhỏ cũng đủ cho anh nghe thấy. Vốn dĩ Hàn Dương là thủ lĩnh của bang phái lớn, cho nên việc cảnh giác rất được đề cao. Ở bên cạnh không còn hơi ấm, nhìn xuống thì thấy cô đang ngồi nhăn nhó vì đau. Anh nhíu mày bế cô lên giường, cho cô gối đầu lên chân mình, hai tay xoa bóp bên hông cho cô. Sao không gọi anh dậy chứ? Để ngã như vậy có phải là đau hơn không? Tại anh ngủ ngon quá. Hơn nữa tại ai mà em đau đớn như vậy nào, lại còn trách em? Chỉ trách cơ thể của em quá mê người thôi, bà xã. Anh cúi sát người thì thầm bên tai cô. Những lời nói này có tính sát thương rất cao. Mặt cô lập tức đỏ lên. Cô khua tay đánh lên lồng ngực của anh. Anh không những không tức giận mà còn bế cô đi vào trong nhà tắm. Anh định đưa em đi đâu chứ? Chẳng phải em đứng không nổi sao? Để anh tắm cho. Không cần đâu, anh ra ngoài đi, em tự làm là được mà. Đừng nói nhiều nữa, để anh làm cho. Sau 3 ngày đi chơi vui vẻ thì cuối cùng mọi người cũng đã trở về nhà. Buổi sáng hôm sau ngày trở về, Hàn Dương đi làm sớm bởi vì có cuộc họp gấp cần anh chủ trì. Bảo Ngọc còn đang ngủ, anh không kêu cô dậy, chỉ viết lại một tờ giấy nốt, hôn nhẹ lên trán cô rồi mới chịu rời đi. Hơn một tiếng sau đó, Bảo Ngọc thức dậy, nhận ra là gần 8 giờ. Có lẽ anh đã đi làm rồi. Cô định bước xuống làm vệ sinh cá nhân thì thấy tờ giấy nhắn để ngay ngắn ở trên chiếc tủ màu nâu ở bên cạnh giường. Nét chữ này là của Hàn Dương rồi, rất nắn nót, rất đẹp. Anh đã dặn tài xế chở em sang nhà ba mẹ đưa quà rồi. Có gì thì em cứ tự đi. Thức dậy nhớ ăn sáng nha, Bảo Ngọc. Cô nở ra nụ cười tươi tắn rồi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng, rồi đến nhà ba mẹ của hai bên. Đầu tiên là cô đến nhà ba mẹ chồng, rồi trở về nhà ba mẹ đẻ. Quản gia Chu niềm nở khi mà thấy cô trở về. Tiểu thư, con đã về rồi. Dạ vâng, ba mẹ con đi đâu rồi ạ? Hai người đều đi du lịch rồi. Con vào nhà đi. Nghe quản gia Chu nói ba mẹ đều đi du lịch, cô có thoáng buồn. Đã lâu rồi không gặp, cô có chút nhớ ông bà. Đây là quà cho ba mẹ con, bác cất giúp con. Còn đây là quà của bác và thím Chu. Của ít lòng nhiều ạ. Thì con bé này tốn kém quá rồi. Hai người cứ nghỉ ngơi đi nha, con đi lòng vòng một chút. Cô lên lầu vào phòng của mình. Nơi đây vẫn được giữ nguyên vẹn như cũ. Nào là căn phòng màu hồng, tất cả đồ đạc từ bàn học, quần áo đều được giữ lại. Cô lấy điện thoại ra gọi cho ba mẹ. Ba mẹ đi du lịch sao? Con đang ở nhà mình đây. Quà con mua cho ba mẹ, bác Chu đã cất rồi. Hai người đi mà không nói với con một tiếng nào. Không phải con lâu nay không về thăm chúng ta sao? Thôi được rồi, hôm nào về ba mẹ sẽ ghé thăm nhà hai đứa nha. Hai người đi như vậy, thật sự là con rất nhớ đấy. Cô bắt đầu nhõng nhẽo qua điện thoại. Ông bà Lục thấy con gái như vậy thì cúp máy cười hí hửng. Mỗi lần cô làm nũng hay nhõng nhẽo, ông bà đều sợ.
sợ mình mủi lòng rồi tự động quay trở về, không có chơi bời gì nữa. Cô thở dài một hơi, ngồi xuống giường, hơi ấm thân quen đã kéo cô chìm sâu vào trong giấc ngủ từ bao giờ không hay. Cứ như vậy mà cô ngủ ngon lành. Bác quản gia và cả thím Chu lại tưởng rằng cô đã về rồi, không lên lầu kiểm tra. Hàn Dương đi làm về nhà là hơn 6 giờ tối. Trong nhà chỉ thấy có quản gia Trần và người làm. Hỏi ra mới biết cô đi từ sáng đến giờ chưa về. Anh lấy điện thoại cho cô thì cô khóa máy. Hóa ra điện thoại của cô hết pin từ bao giờ cô không biết. Anh nhắn tin không nhận được hồi âm. Anh bắt đầu lo lắng, đi qua đi lại ở trước cửa không thôi. Anh lập tức lấy điện thoại gọi cho Kha Đức và Tử Hy. Hai cậu mau đi tìm cô ấy cho tớ đi. Đi đâu mà giờ này chưa về không biết. Anh giống như đang ngồi trên đống lửa, lo lắng không thôi. Còn cô thì đang nằm ngủ ngon lành ở nhà của mình. Rốt cuộc là em đang ở đâu chứ, Bảo Ngọc? Suốt cả một tiếng đồng hồ tìm kiếm không có kết quả, anh bực mình, nay còn bực mình hơn, quyết định tự mình đi tìm. Nhưng Tử Hy đã kéo anh ngồi xuống. Cậu bình tĩnh đi, chuyện gì cũng phải từ từ chứ. Bình tĩnh là bình tĩnh thế nào? Cô ấy có thể đi đâu được chứ? Anh tức giận ngồi xuống, rồi quay sang nhìn người tài xế trưa nay đã chở cô đi, khiến cho cậu ta rùng mình. Tôi cho cậu 1 phút để giải thích. Dạ, sáng nay tiểu thư bảo tôi chở qua nhà của ba mẹ thiếu gia, sau đó lại sang nhà ba mẹ đẻ của cô ấy. Cô ấy bảo tôi đi về không cần chở nữa, cho nên tôi đi về ngay. Đồ vô dụng, tôi phát lương cho mấy người để mấy người làm ăn như vậy à? Anh tức giận la lớn rồi bảo cậu ta lui xuống, còn mình lập tức lái xe đi tìm kiếm cô gái ngốc nghếch của mình. Anh chạy sang nhà ba mẹ không có tin tức, sau đó thì tốn công tốn sức chạy sang nhà cũ của cô. Trên đường đi, chiếc xe Ferrari màu trắng vút nhanh như một cơn gió. Cảnh sát cũng phải e dè, bởi vì họ biết chỉ có Hàn Dương mới to gan như vậy mà thôi. Quản gia Chu đang ở trong nhà thì nghe tiếng chuông inh ỏi vang lên, ra mở cửa mới biết là thiếu gia Hàn Dương. Ông chưa kịp nói lời nào thì anh đã đi thẳng vào trong nhà và đi lên lầu. Anh vùng vằng đi tìm từ phòng này đến phòng khác, đến căn phòng cuối cùng ở tầng 3, anh mở cửa đi vào. Căn phòng được trang trí với màu hồng là màu chủ đạo, vật dụng gì cũng là màu hồng. Nhìn đến chiếc giường king size màu hồng, có một tiểu bạch thỏ đang ngủ miên man, không biết trời trăng mây gió. Nhận ra đó chính là Bảo Ngọc, không phải ai khác, anh ngồi phịch xuống đất, dựa người vào cửa. Tìm thấy em rồi, ngốc hết nói luôn. Sau đó anh từ từ tiến lại gần chiếc giường, ngồi xuống, ngắm nhìn cô đang ngủ ngon lành, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp hơn bao giờ hết. Ngồi nhìn cô mải mê, cô chợt trở mình thức giấc. Nhìn thấy anh đang ngồi nhìn mình chằm chằm làm cho cô hết hồn. Em ngủ có ngon không? Giọng nói của anh vừa ngọt ngào, cũng có phần ma mị ở trong đó. Chết rồi, em ngủ quên. Bây giờ là mấy giờ rồi? Thôi chết, hơn 9 giờ tối rồi cơ à? Cô nhớ ra chuyện mình ngủ quên, nhìn đồng hồ để trên tủ. Cô mới hết hồn, bởi vì mình ngủ say đến tận giờ này. Nhìn mồ hôi lấm tấm trên lưng và trên mặt của anh cũng đủ cho cô biết rằng anh chạy đi tìm cô rồi. Anh ăn gì chưa? Em xin lỗi, em... Cô nhớ ra hôm nay anh còn đi làm nữa, chắc là chưa ăn gì, cho nên cô mới hỏi. Em còn dám hỏi ăn uống sao? Em ngồi đó chịu phạt đi. Anh quay lưng bước ra cửa, vẻ mặt ngơ ngác của cô nhìn theo anh. Anh đi xuống nhà nói quản gia đêm nay anh sẽ ngủ ở đây, rồi quay lên lầu. Mở cửa ra, anh bước vào nhìn mặt cô đăm chiêu, sau đó thì khóa trái cửa tiến đến gần cô. Anh sẽ phạt em, tổn hao công sức của anh, phải chạy nhiều nơi để tìm em, còn em thì ngủ ngon lành ở đây. Anh định làm gì? Phạt là sao? Anh sẽ ăn sạch em. Chỉ có mấy chữ đơn giản cũng làm cho cô sượng hết cả người. Chỉ sợ rằng ngày mai cô không thể nào ngồi dậy được rồi. Đầu tiên anh áp đôi môi của mình lên môi cô. Vừa hôn, anh vừa thành thục cởi từng món đồ vướng víu
trên người của cả hai. Rất nhanh chóng, những tiếng động ái muội hòa lẫn vào âm thanh của cô làm cho căn phòng đầy mùi ân ái. Tốc độ của người đàn ông càng ngày càng nhanh hơn, đưa cô chìm sâu vào trong cơn ân ái cuồng nhiệt. Sau khi ân ái qua đi, cả hai người cùng nhau ôm ngủ cho đến khi mà trời hừng sáng. Bảo Ngọc từ sau ngày hôm đó đã bị anh trừng phạt đến liệt giường gần cả một tuần. Cô sợ không nói nên lời. Anh cũng cấm cung, không cho cô đi đâu ngoài khuôn viên vườn hoa. Đúng là chán chết. Ngày hôm nay cô đang ở nhà thì có tiếng chuông cửa vang lên. Quản gia Trần đang ở trong bếp nên đích thân cô ra mở cửa. Mặt cô hớn hở khi mà nhận ra đó chính là mẹ mình và Hàn Duyên. Vậy là có người cùng cô tâm sự rồi đây. Cả ba người cùng nhau đi vào trong nhà. Cô lật đật chạy vào trong bếp làm nước ép cam, đem ra cho mọi người cùng uống. Mẹ ơi, quả đúng như lời đồn, chị dâu của con không những xinh đẹp mà còn tháo vát nữa. Hàn Duyên quay sang nói với Mỹ Hoa. Bà cũng gật đầu tán thưởng, đồng ý. Vừa đúng lúc này thì cô bưng khay nước đi ra, nghe những lời đó không khỏi ngại ngùng. Em nói quá rồi, mời mẹ và em uống nước nha. Đám cưới bận rộn quá cho nên em không kịp nhìn thấy chị. Một năm sau mới gặp mặt, đúng là xinh mất người luôn. Em cũng xinh mà. Cả hai người ngồi tán gẫu với nhau mà không để ý đến người phụ nữ trạc 50 tuổi đang im lặng không nói gì. Hai đứa định khen nhau đến bao giờ đây? Quên ta rồi có đúng không? Dạ con xin lỗi. Thôi được rồi, hai đứa có muốn đi mua sắm không? Dạ con không đi được đâu ạ. Sao lại vậy chứ? Anh ấy không cho con đi, thưa mẹ. Thôi được rồi, con cứ ngồi yên đó để mẹ lo. Bảo Ngọc nghe lời mẹ chồng lên lầu thay đồ, nhưng vẫn có thể nghe loáng thoáng vài câu nói của bà ở bên dưới. Con kiềm chế con dâu của mẹ ở nhà, mẹ không đồng ý đâu nhá. Con dâu tôi cưng như trứng, hứng như hoa, mà anh có thể làm như vậy sao? Anh muốn chọc tức tôi chứ gì? Vậy bây giờ anh có cho nó ra ngoài không? Không cho là tôi sẽ từ mặt anh ngay lập tức. Còn rất nhiều câu nói đe dọa như thế nữa. Ít nhất thì cũng phải mất 15 phút để hai bên có thể đàm phán với nhau. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Nhờ mẹ chồng mà cô cũng được đi mua sắm rồi. Lúc nãy nghe bà nói vài câu làm cho cô vô cùng ấm lòng. Tại khu trung tâm mua sắm Blue, mẹ anh mua cho cô rất nhiều thứ, kể cả Hàn Duyên cũng như vậy. Chắc chắn là cái tính tiêu xài phung phí của anh từ bà mà ra rồi. Đi hết cả khu trung tâm, thật sự là cô đã muốn sụn luôn cả chân. Tội hơn là những người vệ sĩ đi theo, hai tay còn xách khệ nệ những túi lớn túi nhỏ, trông vô cùng mệt mỏi. Cô cảm thấy mệt, mới quyết định đi rửa mặt, nói với mọi người rằng mình muốn đến nhà vệ sinh. Cô đứng trước gương, vội vàng rửa khuôn mặt. Vừa định bước ra thì có ai đó lấy khăn bịt miệng của cô lại. Sau đó thì cô bất tỉnh, không biết gì nữa. Lệ Mỹ Hoa và Hàn Duyên đứng chờ cô nãy giờ cũng hơn nửa tiếng rồi mà cô chưa từ nhà vệ sinh đi ra. Trong lòng lo lắng, bảo vệ sĩ bỏ đồ đạc ở đó đi tìm, nhưng kết quả chỉ nhận về câu nói: dạ thưa phu nhân, không thấy cô ấy đâu cả. Bà bởi vì bất ngờ mà khó thở, ngã khuỵu xuống đất. May có Hàn Duyên đỡ cho. Sau đó thì kêu người gọi Hàn Dương. Gọi đến cuộc thứ tư anh mới nghe máy. Có chuyện gì mà gọi anh nhiều thế Hàn Duyên? Anh hai ơi, em... Có chuyện gì thế? Sao lại khóc chứ? Em và mẹ cùng với chị dâu đi mua sắm, nhưng mà chị dâu bây giờ không thấy đâu nữa anh à. Mẹ kiếp. Được rồi, em đưa mẹ về nhà đi, còn lại mọi chuyện cứ để anh lo. Anh tức giận giống lên một cái. Đang ở trong cuộc họp rất căng thẳng, nghe thấy giọng nói hung dữ của anh, mọi người lại càng căng thẳng hơn. Anh ném luôn chiếc điện thoại vào tường một cái rầm. Người đâu? Mau đi tìm Ngô phu nhân về đây, nhanh lên. Khả Đức ngồi kế bên cũng có phần giật mình, bởi vì đây là lần thứ hai vì Bảo Ngọc mà Hàn Dương lại mất bình tĩnh như vậy. Mọi người vì câu nói này đều tản xa để mà đi tìm cô.
Họ không biết Ngô phu nhân thật sự là ai mà có thể khiến cho Hàn Dương máu lạnh trở nên như vậy. Rồi suốt cả buổi trưa, buổi chiều hôm đó, cả thành phố A náo loạn vì băng đảng Thiên Hàn lục tung thành phố lên tìm Ngô phu nhân, Lục Bảo Ngọc. Cả Lục gia, Ngô gia đều điên cuồng tìm kiếm cô. Hàn Dương vì lo lắng quá mà quên mất đi một điều gì đó. Anh nhắm nghiền mắt suy nghĩ. Khả Đức Tử Hy ngồi bên cạnh cũng biết rằng anh đang suy nghĩ cho nên không nói thêm gì nữa. 5 phút trôi qua, Hàn Dương bật dậy làm vài động tác gõ máy tính để điều tra dữ liệu. Nhà kho XY, lập tức kêu người đến đó đi. Tất cả mọi người đều thắc mắc không thôi nhưng không dám hỏi. Sát khí của Hàn Dương bây giờ thật sự rất ghê gớm. Hàn Dương lúc nãy ngồi suy nghĩ đã nhớ ra được một việc. Đó chính là lúc đi dự tiệc, anh có tặng cô trang sức gắn thiết bị định vị tối tân nhất. Vậy mà ban nãy anh lại không nhớ ra. Tại nhà kho XY, sau khi hết thuốc mê, cô tỉnh dậy, cả người cứng đơ bởi vì hai tay của cô đã bị trói ở đằng sau ghế. Mùi ẩm mốc lâu ngày xộc thẳng vào trong mũi, nơi đây xung quanh còn rất tối tăm. Giọng nói quen thuộc vang lên. Cô nhớ tôi là ai không? Cô là Trung Vĩ Uyên sao? Tại sao cô lại bắt tôi? Đừng hỏi tại sao, chỉ cần biết rằng tất cả đều là do cô. Tại sao cô có thể nói chuyện vô lý như vậy chứ, Vĩ Uyên? Tôi đã làm gì sai nào? Cô muốn biết cô làm gì có đúng không? Vậy để tôi nói cho cô biết. 1 năm về trước, chỉ vì lần đi dự tiệc đó mà Hàn Dương đã rút tất cả cổ phần khỏi Trung Thị. Trung Thị phá sản, ba tôi vì vậy mà lên cơn đau tim rồi qua đời. Cô đã cướp đi tất cả mọi thứ của tôi. 1 năm trở lại đây, tôi sẽ lấy lại mọi thứ, cô hiểu chưa? Nghe cô ta nói như vậy, thì Bảo Ngọc có chút bất ngờ vì Hàn Dương ra tay quá mạnh. Chính cô cũng không ngờ anh có thể làm như vậy. Đó là tất cả những gì cô phải nhận mà. Không đúng sao, Vĩ Uyên? Đừng tiếp tục lún sâu thêm nữa. Im miệng đi. Cô ta tát cô 2 cái đau đớn. Hai bên gò má giờ đây in hẳn 5 dấu tay. Khóe miệng bắt đầu chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ. Sau đó thì có 2 tên kệch cỡm từ đằng sau đi tới, nhìn vào cô bằng ánh mắt thèm muốn. Cho chúng mày đấy, phục vụ nó cho tốt vào. Chu Vị Uyên nói xong thì quay lưng đi đến cái ghế gần đó, ngồi xuống, nhếch môi cười đều. Cô em xinh đẹp quá đi thôi. Một tên to con tiến đến gần Bảo Ngọc rồi lên tiếng. Các người đừng đến đây. Còn danh con này, mày không có quyền lên tiếng ở đây, mày hiểu chưa? Vừa dứt lời, 2 tên đã tiến tới, bàn tay chạm vào bàn tay của cô, rồi bắt đầu mạnh bạo xé rách một phần áo của cô ra. Tránh xa tôi ra, lũ chó chết khốn nạn. Cô vùng vẫy la hét, nhưng mà tất cả đều là vô ích. Đúng lúc mà 2 tên đó định tiếp tục, thì bên ngoài đã phát ra tiếng động rầm rầm. Cô đúng là chán sống rồi, Trung Vị Uyên. Là giọng nói của Hàn Dương. Anh tiêu sái đi vào bên trong, nhìn thấy cô đang ngồi đó, trầy trụa, một bên áo bị rách, máu nóng trong người anh sôi lên. Anh rút súng ra, bắn 2 tên kia gục xuống. Trung Vị Uyên thì vẫn nhởn nhơ, nhìn 2 tên thuộc hạ của mình gục xuống, cô ta nhanh chóng rút dao, rồi đi đến gần, kề vào cổ của Bảo Ngọc. Sao? Có hài lòng với món quà này không? Đến đây là được rồi đấy, Trung Vị Uyên. Dừng tay lại đi, chuyện này tôi sẽ không chấp nhận nữa. Bảo Ngọc dịu giọng nói, cô biết tính khí của Hàn Dương chắc chắn sẽ làm lớn chuyện này lên cho mà xem. Mày im miệng đi, Lục Bảo Ngọc. Cô ta nói xong thì đè chặt lưỡi dao của mình vào cổ cô, thứ chất lỏng màu đỏ bắt đầu chảy ra, nhưng cô không cảm thấy đau đớn, chỉ là sướt qua mà thôi. Cô mau bỏ con dao ra khỏi cổ cô ấy. Nếu như cô ấy mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ cho cô biết 18 tầng địa ngục của Ngô Hàn Dương tôi là thế nào. Sống không bằng chết, mà chết không thể nào toàn thây đâu, Trung Vị Uyên. Cô ta nghe đến đây thì sững sờ, đàn em của Hàn Dương đã tập kích từ đằng sau, cô ta không hay biết. Họ vung chân,
đã bay con dao ra đằng sau rồi giữ chặt tay của Trung Vị Uyên. Hàn Dương tức tốc chạy tới, anh lo lắng cô sẽ đau. Em không sao chứ, Bảo Ngọc, em có đau lắm không? Em không sao đâu, anh đừng lo. Anh dìu cô đi ngang qua Trung Vị Uyên. Cô ta đã tức giận, nay lại còn tức giận hơn, vùng vẫy tay chân. Hàn Dương, Lục Bảo Ngọc, hai đứa chúng mày đứng lại cho tao. Tất nhiên là anh không hề quan tâm, vẫn dìu cô ra ngoài xe. Trung Vị Uyên trong một lúc sơ ý của hai tên cận vệ đã vùng vẫy thoát ra, chạy nhanh tới nhặt con dao, rồi chạy thật nhanh định tấn công vào Hàn Dương và cả Bảo Ngọc. Tao sẽ lấy mạng chúng mày, khốn kiếp. Bảo Ngọc la lên á một cái. Em làm sao thế này, Bảo Ngọc? Tôi sẽ lấy mạng cô, Trung Vị Uyên. Lúc mà Vị Uyên chạy tới thì Bảo Ngọc nghe được tiếng đôi giày chạy sồng sục tới. Hàn Dương lại không nghe, bởi vì đang mải lo lắng cho vết thương của cô. Kết quả là Bảo Ngọc đã bị tấn công vào bụng, con dao vẫn còn ở yên đó. Vị Uyên, cô ta đứng tại chỗ cười đến điên dại. Đây là cái kết mà mày phải nhận thôi, Lục Bảo Ngọc, người đâu? Mau bắt cô ta vào trong ngục quan. Hàn Dương la lớn với thuộc hạ, rồi lại quay sang Bảo Ngọc. Em cố lên, để anh đưa em đến bệnh viện nha. Em đừng nhắm mắt, em sẽ không sao đâu. Anh bế thốc cô lên, rồi chạy thẳng ra cửa, lên xe đến bệnh viện. Là một bệnh viện hàng đầu thuộc sở hữu của Ngô gia. Ngồi trên xe, anh rất lo lắng, lúc nào cũng cầm chặt tay cô, hối thúc Hàn Lục phải chạy xe nhanh hết tốc độ để đến bệnh viện. Em nhất định phải cố lên. Anh xin em, đừng xảy ra chuyện gì, Bảo Ngọc. Chiếc xe màu đen phanh két lại trước cổng bệnh viện. Bác sĩ Tử Quang và cả đội ngũ y tá đứng trước cổng để mà chờ đợi từ bao giờ. Tử Quang là bác sĩ chuyên môn có thực lực nhất của thành phố, thuộc quyền sở hữu của Ngô gia, cũng là anh em thân cận của Hàn Dương. Cô đã bất tỉnh từ lúc lên xe được 5 phút, vừa đến đây cô được nằm lên băng ca và đẩy nhanh vào trong phòng cấp cứu. Hàn Dương đã cho phong tỏa tất cả bệnh viện và triệu tập bác sĩ uy tín nhất của bệnh viện vào trong phòng phẫu thuật làm phẫu thuật cho cô. Một tiếng trôi qua, rồi hai tiếng trôi qua. Giọng nói của y tá vang lên. Nhanh lên, truyền máu cho bệnh nhân mất nhiều máu quá. Rồi 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng trôi qua. Đến tận lúc này thì đèn phẫu thuật mới tắt. Bác sĩ bước ra, bỏ khẩu trang xuống. Mọi người thấy như vậy bu xung quanh hỏi han. Cả phẫu thuật thành công. Rất may là đưa đến bệnh viện kịp lúc. Nếu không thì con dao sẽ bị động mà chuyển hướng sang mạch máu và cả thận. Cô ấy mất máu khá nhiều. Sau khi bệnh nhân tỉnh dậy cần phải bồi bổ thật nhiều chất sắt, còn thuốc mê, cho nên 1-2 ngày nữa cô ấy mới tỉnh dậy. Bác sĩ nói xong thì rời đi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Anh bảo mọi người ra về hết, còn một mình anh ở lại với cô. Anh bước vào trong phòng, cô nằm đó bất động, khuôn mặt vì mất máu mà trở nên xanh xao, làm trong lòng anh đau như cắt. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nâng tay cô lên, cầm thật chặt mà hôn lên đó. Anh đã không thể nào bảo vệ cho em thật tốt. Anh xin lỗi em, Bảo Ngọc. Suốt cả một đêm, anh túc trực bên cạnh cô, không quan tâm gì đến bản thân mình. Cũng chính vì vậy mà cuồng thâm mắt đã hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Ba mẹ anh vào thăm cô, thấy anh như vậy thì vô cùng lo lắng. Năn nỉ mãi, anh mới chịu về nhà thay đồ. Đáng lẽ ra anh không muốn về, chỉ sợ rằng lúc cô tỉnh dậy sẽ đi tìm anh. Nhưng mẹ anh lại nói, làm cho anh chịu về nhà tắm rửa. Con không về nhà tắm đi. Nhìn bộ dáng trên người con còn đầy thứ chất lỏng màu đỏ thế này, càng khiến cho con bé tỉnh dậy lo lắng hơn mà thôi. Hàn Dương về nhà, bảo quản gia Trần nấu cho cô ít cháo, rồi mang vào trong bệnh viện. Đến nơi, thấy cô vẫn chưa tỉnh dậy, càng khiến cho anh đau lòng khôn nguôi. Cứ như vậy, đã 4 ngày trôi qua, vậy mà cô chưa tỉnh dậy, làm cho anh giống như muốn phát điên. Anh gọi cho bác sĩ đến kiểm tra thì nhận tin. Quái lạ, ai lại tiêm thêm thuốc mê cho cô ấy cơ chứ? Cậu đùa với tôi đấy à?
Tử Quang, mau cho người điều tra đi. Trùng Vị Uyên thì đang ở trong ngục quan, vậy ai là người làm việc này? Hàn Dương quyết định theo dõi, chắc chắn là như vậy. Anh cho lắp đặt camera cực nhỏ ở trong góc phòng, bản thân mình thì ngồi ở phòng kế bên để theo dõi. Đúng như những gì anh suy nghĩ, có một cô y tá đẩy xe thuốc vào trong phòng, mắt nhìn xung quanh rồi cầm ống tiêm, miệng nở ra nụ cười nhếch mép. Cô ta định tiêm vào tay của cô thì Hàn Dương đã xông vào. Cô ta còn chưa kịp định thần đã la làng lên, có tiếng rắc rắc vang lên, chính xác là tiếng gãy xương của cô ta. Hàn Dương đã dùng tay mình bẻ gãy tay cô ta. Nói đi, là ai sai khiến cô? Anh gằn giọng lên tiếng, cả người toát ra tà khí, bức cho người ta phải mất mạng. Em có tình cảm với anh, Hàn Dương. Cô ta chẳng phải bây giờ đã nằm yên một chỗ rồi sao? Em sẽ là người mang đến hạnh phúc cho anh. Hóa ra là một cô y tá trong bệnh viện thầm thương trộm nhớ Hàn Dương. Anh nghe như vậy thì không thương tiếc, vùng chân đá cô ta ra xa, không thèm liếc mắt đến một cái nào. Đừng mơ tưởng nữa. Sau đó cô ta bị kéo ra ngoài, còn anh thì ngồi đó nắm chặt tay cô. Thật xin lỗi, chậm một chút nữa thôi là để em gặp chuyện rồi, Bảo Ngọc. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, bụng đau đớn vì vết thương rất nặng, khó khăn lắm mới có thể mở mắt ra tiếp nhận ánh sáng mặt trời chói lọi. Cô khẽ động đậy, thấy tay mình bị đè nặng, nghiêng đầu nhìn sang thì thấy Hàn Dương vẫn là màu tóc nâu đỏ, vẫn là nằm úp mặt xuống tay của cô mà ngủ. Không biết là cô đã ngủ bao lâu rồi, anh đã chăm sóc cho cô mấy ngày qua sao? Có rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu cô. Hàn Dương vì mệt mỏi không ngủ đủ giấc nên nằm ngủ một giấc ngon lành. Cô thấy như vậy thì cũng nằm yên không nhúc nhích cho anh ngủ. Mãi đến 9 giờ sáng, Hàn Dương mới vươn vai tỉnh dậy, thấy Bảo Ngọc đang nhìn mình chằm chằm, trong lòng vui mừng khôn xiết. Em tỉnh dậy rồi sao? Còn đau không? Để anh gọi dì Trần mang đồ ăn vào cho em. Anh lúng túng móc điện thoại ra, nhưng cô lắc đầu ý là không cần. Ánh mắt của cô hướng qua bình nước ở bên cạnh. Anh hiểu ý, liền mang ly nước đến cho cô. Em đã ngủ mấy ngày rồi? 6 ngày rồi, Bảo Ngọc. Đôi mắt của anh chợt trở nên giận dữ khi mà nghĩ đến chuyện Trùng Vị Uyên làm cho cô bị thương. Còn cô tự dưng cười phá lên, anh thắc mắc nhìn cô. Anh nhìn xem, mới 6 ngày thôi mà đã như vậy rồi. Cô chỉ vào khuôn mặt hốc hác và cả râu ria lồm xồm mọc ra của anh. Dù vậy nhưng mà trong lòng cô vẫn rất đau. Bởi vì chăm sóc cô mà anh bỏ bê bản thân mình như vậy sao? Anh nhìn cô mỉm cười rồi ngồi xuống ghế, ôm cô vào trong lòng, hít hà mùi hương cơ thể quen thuộc. Có trời mới biết, lúc cô được đưa vào trong phòng phẫu thuật, tâm trí của anh ngổn ngang, lo lắng như thế nào. Lúc đó anh rất sợ phải mất đi người mà mình yêu thương. Cô không nói gì, vẫn để cho anh ôm. Trên người anh có mùi thuốc lá rất đậm. Cô chắc chắn là anh đã hút rất nhiều thuốc trong mấy ngày qua. Anh đã nợ em một mạng rồi. Cảm ơn em, Bảo Ngọc. Em không tính toán gì đâu. Anh ngốc thật đấy, nói linh tinh. Cô xoa đầu anh rồi mỉm cười đáp. Mọi người đứng bên ngoài cửa ngắm nhìn cặp đôi đang ân ân ái ái với nhau thì vô cùng vui lòng. Một tuần sau, Bảo Ngọc được xuất viện. Có rất nhiều vệ sĩ đi đằng sau để bảo vệ an toàn cho Hàn Dương và Bảo Ngọc. Bởi vì cô vẫn còn đau nên chuyện đi đứng có phần khó khăn. Đi nhiều sẽ động đến vết thương làm cho nó bị rách ra. Hàn Dương đang dìu cô, thấy cô có chút đau thì lập tức bế xốc cô lên. Cô bất ngờ vội vàng quàng tay qua cổ anh vì sợ mình ngã xuống. Không cần phải làm như vậy đâu, em tự đi cũng được mà. Nhưng anh không muốn em bị đau, em có hiểu không? Cô cuối cùng cũng gật đầu chịu thua, dựa đầu vào trong lồng ngực ấm áp của anh, mặc kệ anh bế cô ra xe. Chiếc xe lăn bánh chở hai người về đến nhà, cả một dàn người làm và cả quản gia Trần thấy cô trở về thì không khỏi vui mừng. Chỉ mấy ngày nay không có cô mà cả căn nhà không có nổi một tiếng cười đùa, bao trùm là sự im lặng không thôi. Hàn Dương vì lo lắng cho cô mà chuyển tất cả công việc về nhà để làm.
Còn ban ngày thì cô đi đâu, anh sẽ đi theo đó. Anh chỉ làm việc buổi tối thôi. Anh và cô như hình với bóng. Mọi người cảm thấy ghen tị với cô, bởi vì cô được chồng yêu thương hết lòng. Đối với cô mà nói, bị thương như vậy là quá sung sướng rồi. Anh mà là ông xã tuyệt vời thứ hai thì không ai dám giành thứ nhất. Sau khi chắc chắn cô đã khỏe lại, anh mới chịu đi làm. Bà nãy nhận cuộc gọi từ Tử Hy, nói rằng Trung Vị Uyên đang làm loạn. Hàn Dương mới chịu đi đến tổng bộ. Trung Vị Uyên được anh nhốt ở trong ngục quan, là một trong những nơi tra tấn của bang Thiên Hàn. Nơi đây là nơi tra tấn man rợ nhất mà ai cũng sợ. Ở đây được chia ra thành năm khu, tương ứng những cách tra tấn khác nhau. Từ ngoài cổng, anh đã nghe được tiếng la hét chói tai. Thả tao ra, bọn chó chết này, thả tao ra. Hàn Dương tiêu sái bước vào từng nơi của ngục quan. Đàn em đều răm rắp cúi đầu khi mà thấy anh đi vào. Trùng Vị Uyên được Tử Hy nhốt ở khu số 3. Dương, anh tới cứu em có đúng không? Chính tay tôi đưa cô vào đây. Tại sao tôi phải cứu cô chứ? Anh dùng sức đá mạnh vào cái lồng gai. Vì bị động cho nên gai đã ghim vào cơ thể của cô ta chi chít, rồi lại chảy ra nước muối để sát lên vết thương mới. Cô ta vì vậy mà la lên không ngừng. Thấy cô ta như thế, anh nhếch môi cười, nhưng vẫn chưa đủ với những gì mà cô ta đã gây ra cho vợ anh. 2 tháng sau đó, Bảo Ngọc đi làm với chức vụ là thư ký riêng của Tổng Giám Đốc. Cũng quá quen thuộc với mọi người. Hầu hết mọi người đều rất yêu quý cô, bởi vì có cô mà tính tình của Hàn Dương bớt u ám, bớt khắc nghiệt, giống như hồi trước. Nhưng mà nó đi làm cũng không phải, công việc của cô rất ít. Xem phim, rồi ăn uống, nghịch điện thoại, rồi đi ngủ. Chỉ có lâu lâu là xem giúp anh vài tài liệu, bởi vì anh không cho cô động tay động chân, chỉ có động thân thì được. Hôm nay có thư mời từ thành phố B, tổ chức tiệc cho thị trưởng mới nhậm chức Hà Chí Phong. Cô cũng nể phục anh, đến thành phố B cũng biết đến tiếng tăm của anh sao. Đây là một bữa tiệc lớn, chắc chắn anh sẽ có mặt để mà chung vui. Đương nhiên với chức vụ thư ký, cô cũng phải đi theo. Nhưng với tư cách là Ngô phu nhân, chứ không phải là thư ký. Chiếc máy bay tư nhân đáp xuống, Hàn Dương một tay ôm eo cô, ung dung bước xuống. Đường đi xuống, tất cả đều được trải thảm đỏ. Hai dàn người làm đứng ngay ngắn cúi đầu chào. Cô không biết đây chính là địa bàn bên thành phố B của Hàn Dương, mà chỉ nghĩ là địa điểm nào đó mà thôi. Khi lên đến phòng, cô vì mệt mỏi nằm xuống, ngủ không biết gì nữa. Đến mãi buổi chiều, anh mới lay lay người cô dậy. Lý do chính là đi mua sắm cho buổi tiệc, nhưng mà cô không muốn tốn tiền. Không phải đồ trong tủ của cô còn rất nhiều sao? Cô nằm lì ra đó, không chịu ngồi dậy. Hàn Dương nhìn bộ dáng của cô thì phì cười, làm biếng quá đi mất. Bấm mu của anh nhếch lên, cười gian tà. Một là đi mua sắm, hai là anh sẽ ăn sạch em cứ chọn đi. Nghe đến vế sau, cô vùng vẫy rồi lấy đồ đi vào trong nhà vệ sinh, nhanh như cắt, không thèm quay đầu lại. Hôm nay cô được chính tay anh chọn cho một bộ váy. Đó là bộ váy màu trắng, ngắn qua đầu gối, lộ ra đôi chân thon dài của cô. Chiếc váy này không hở quá nhiều, nó chỉ được khoét một lỗ ở lồng ngực thôi. Từ cổ váy trễ xuống hai bên vai, làm cho người ta có thể nhìn thấy được đôi vai đẹp, ngọc ngà, xinh đẹp. Bộ váy được thiết kế riêng, đúng số đo của cô, nên là khi mặc vào ôm sát, lộ ra 3 vòng chuẩn chỉnh của cơ thể. Trên váy còn được Hàn Dương cho người gắn thêm những hạt kim cương lấp lánh, vô cùng sang trọng, thể hiện được địa vị của người mặc. Còn anh thì mặc trên người bộ vest, được thiết kế đúng số đo, mái tóc nâu đỏ được vuốt lên, giống như chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ trong câu chuyện cổ tích. Chiếc máy bay trực thăng hạ cánh xuống tầng thượng của khách sạn cao cấp thành phố B. Đây là một buổi tiệc nhậm chức có tính chất quan trọng, nên không thể nào đi bằng cửa chính. Đi bằng trực thăng lên đây, an ninh được thắt chặt. Anh và cô bước xuống lại trở thành tâm điểm của mọi người. Ai ai cũng biết đây là người đàn ông quyền lực trên thương trường và hắc đạo. Ở bên cạnh là tiểu thư danh giá của Lục gia. Được Ngô Hàn Dương sủng ái hết mực,
Báo chí tốn rất nhiều giấy mực để mà viết về chuyện tình yêu của cặp đôi này. Người đàn ông trung niên từ đằng xa bước tới, trên người không thể nào không toát ra sự sang trọng và sát khí. Ông ta niềm nở chào đón anh và cô. "Ngô tổng, Ngô phu nhân, hai người dành chút thời gian đến đây quả thật là rất quý hóa. Hà Mẫn tôi vô cùng vinh dự." "Không có gì đâu, ông Hà đừng quá khách khí. Hai người đúng như những gì người ta đồn đại, một cặp vợ chồng son mới cưới, không ai tin đã cưới được gần 2 năm." Hà Mẫn cười khanh khách. "Thật sự đúng như vậy, cưới gần 2 năm nhưng cô và anh cứ giống như vợ chồng son mới cưới, lúc nào cũng kề sát ở bên nhau, kể cả khi đi làm cô cũng là thư ký riêng của anh." Không khí trong buổi tiệc diễn ra sôi động, ai nấy đều tán gẫu với nhau đủ thứ chuyện. Anh và cô chỉ đứng thôi đã tự có người đến bắt chuyện. Họ muốn làm quen để mà lấy thế chống lưng. Điều này anh và cô đương nhiên biết. Mọi người ai nấy đều vui vẻ cầm ly rượu để chúc mừng cho chủ nhân bữa tiệc. Rất nhiều người tự động bắt chuyện với Hàn Dương, trong đó còn có cả những trưởng bối lâu năm trên thương trường. Nhưng anh vẫn dửng dưng, chỉ là ậm ừ gật đầu cho qua. Bởi vì anh biết rằng trong số họ đều có những người vì quyền lợi và thế lực mới bắt chuyện làm quen mà thôi. Cô nhìn thấy Bồi Bàn cầm khay rượu đi ngang qua, định đưa tay lấy một ly thì Hàn Dương đã ngăn chặn không cho cô lấy. "Uống rượu không tốt cho sức khỏe đâu, em uống nước trái cây đi, anh đi lấy cho em nha." Cô rất nghe lời, anh lập tức đồng ý rồi đi lấy cho cô. Cô đứng một mình, có rất nhiều người quay sang nhìn. Cô đúng là một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp. Tự dưng, người con trai ban nãy đứng trên sân khấu cùng Hà Mẫn bước đến gần cô rồi tươi cười lên tiếng. "Rất vui được làm quen với cô, tôi là Hà Chí Phong." "Chào anh, tôi là Lục Bảo Ngọc." Cô nhiệt tình trả lời. "Đúng là tiên nữ sống, được làm quen với cô là một điều vinh hạnh của tôi." "Anh quá lời rồi." Cô nghe Hà Chí Phong nói như vậy thì cười tươi, đôi mắt màu xám tro nhíu lại, làm cho người đàn ông lỡ mất một nhịp tim. Đằng sau đang có sát khí rất lớn tỏa ra, đó chính là từ Ngô Hàn Dương chứ còn ai. Anh chỉ vừa đi có mấy phút, vậy mà cô đứng đây nói chuyện với một người đàn ông khác, thật sự là hư quá hư rồi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Hy vọng rằng nội dung hấp dẫn của tập truyện có thể khiến cho quý vị thư giãn sau những giờ phút căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi lắng nghe xong nội dung của tập truyện này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để Tú Anh được biết nhé. Còn bây giờ thì Tú Anh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện mới tiếp theo.